Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 68. Liễu Sát ta không muốn sống nửa đời còn lại trong sự uy hiếp của người khác. Khi đoạn kiếm đâm về phía Dương Diệp, giọng nói dữ tợn của Liễu Sát cũng vang lên trong không trung. Bắt đầu từ lúc giao đấu trước đó, thực lực của Dương Diệp đúng là rất mạnh, đặc biệt là cơ thể của hắn còn mạnh hơn rất nhiều yêu thú hoàng cấp mà Liễu Sát đã gặp. Nhưng hắn nghi ngờ Dương Diệp bị thương nặng, có thể thấy được điều này từ hai điểm. Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 68. Liễu Sát ta không muốn sống nửa đời còn lại trong sự uy hiếp của người khác. Khi đoạn kiếm đâm về phía Dương Diệp, giọng nói dữ tợn của Liễu Sát cũng vang lên trong không trung. Bắt đầu từ lúc giao đấu trước đó, thực lực của Dương Diệp đúng là rất mạnh, đặc biệt là cơ thể của hắn còn mạnh hơn rất nhiều yêu thú hoàng cấp mà Liễu Sát đã gặp. Nhưng hắn nghi ngờ Dương Diệp bị thương nặng, có thể thấy được điều này từ hai điểm. Thứ nhất, nếu như Dương Diệp không bị thương, lấy thực lực cảnh giới tôn giả của hắn, căn bản không cần ngồi vân câu, chỉ cần vượt qua không trung, lại có thể đến nơi. Nhưng hắn không làm. Thứ hai, đệ tử của Thanh Đạo Môn đều là hạng người có thủ đoạn độc ác, một khi đã làm việc thì tuyệt đối không để lại hậu hoạn. Thực lực của Dương Diệp có thể giết chết cường giả cảnh giới hoàng giả bình thường trong nháy mắt, nhưng trước đó khi ở Thiên Phong Thành, hắn không giết chết tất cả người của Diệp gia, mà lựa chọn chạy trốn. Cho nên, Liễu Sát tin tưởng Dương Diệp lúc này nhất định đang bị thương nặng. Sở dĩ hắn ra tay với Dương Diệp, lý do cũng rất đơn giản, đó chính là hắn không tin Dương Diệp sẽ bỏ qua cho hắn. Đệ tử của Thanh Đạo Môn đều là những kẻ lòng dạ ác độc, một khi Dương Diệp khôi phục lại thực lực, hắn có thể sẽ lập tức phải chết. Liễu Sát là một người quả quyết, sau khi suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hắn ra tay rất quyết đoán. Bởi vì Liễu Sát đột nhiên tập kích, Dương Diệp cũng không hề né tránh, đương nhiên, hắn không có ý định né tránh, càng không có ngăn cản đoạn kiếm này, mà đánh một quyền về phía bụng của Liễu Sát. Keng! Ầm! Đoạn kiếm của Liễu Sát cắt qua cổ họng của Dương Diệp, nắm đấm của Dương Diệp lại đánh vào bụng của Liễu Sát. Dương Diệp đứng yên tại chỗ, Liễu Sát phun máu tươi, sau đó cong người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên còn chưa bay được mấy trượng hắn đã cố gắng dừng lại giữa không trung. Dương Diệp lau cổ họng mình, ở đó có một vết mờ nhưng không rách ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Sát, nói. Xem ra ngươi chuẩn bị phản bội Thanh Đạo Môn. Phản bội Thanh Đạo Môn. Liễu Sát dữ tợn nói. Ta không dám, giữa chúng ta đã kết thù, không giết ngươi, mẹ nó ta sợ sau này sẽ ăn ngủ không yên. Diệp Chiến, Đoạn Thuần, hôm nay hắn không chết, ta và vả Diệp gia, Đoạn Đao Sơn Trang các ngươi đều phải chết, đừng giữ lại nữa. Lấy ra tất cả con át chủ bài của các ngươi đi. Nghe được Liễu Sát nói vậy, trong mắt ba người Diệp Chiến lóe lên vẻ dữ tợn. Giống như lời Liễu Sát đã nói, nếu như Dương Diệp không chết, vậy kẻ chết chính là ba người bọn họ, không chỉ bọn họ muốn chết, bản thân gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt. Diệp lão gia tử, người cùng Liễu huynh đối phó hắn, ta đi bắt hai nữ tử của Phạm gia. Đoạn Thuần nói xong, cơ thể thoáng di chuyển về phía Vân Câu. Cùng lúc đó, Diệp Chiến cùng Liễu Sát cũng lập tức ra tay, xông về phía Dương Diệp. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang lên. Tiếp theo, Đoạn Thuần vốn xông về phía Vân Câu, đầu đã trực tiếp bay ra ngoài, hai chân của hắn vẫn còn phóng về phía Vân Câu. Sau khi lao ra một đoạn, nửa người dưới của Đoạn Thuần mới dừng lại. Đoạn Lang! Diệp Ngọc ngẩn người một lát, sau đó giống như phát điên, chạy về phía thi thể của Đoạn Thuần. Diệp Chiến cùng Liễu Sát dừng lại, kinh hãi nhìn Dương Diệp. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Dương Diệp đã có thêm một thanh kiếm. Cặn bã! Dương Diệp múa thanh kiếm trong tay, nói. Các ngươi đều là đám cặn bã. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Sát, nói. Liễu Sát, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, giết Diệp Chiến bên cạnh ngươi, bồi thường ta một vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, chuyện này, chúng ta coi như xong. Dù sao chuyện giết hại đồng môn cũng không dễ nghe, ta cũng không muốn làm cho người phía trên có ấn tượng xấu với ta. Đương nhiên, người cũng có thể liên thủ cùng hắn tới giết ta, hì hì. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Dương Diệp nở nụ cười quỷ dị, Liễu Sát thấy vậy trong lòng ớn lạnh. Dương Diệp, ta giết ngươi. Lúc này, Diệp Ngọc đột nhiên xông về phía Dương Diệp. Ngọc Nhi mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Chiến hoảng hốt và muốn ra tay, một đường kiếm quang chợt lóe lên.
Cơ thể của Diệp Ngọc trực tiếp chia ra thành hai phần. Máu tươi điên cuồng phun ra, ngũ tạng lục phủ rơi xuống đầy đất, cảnh tượng đẫm máu đến cực điểm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt Diệp Chiến muốn nứt ra, trong phút chốc huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, mà Liễu Sát ở cách hắn không xa lại sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Bây giờ, cho dù Dương Diệp nói hắn không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn, hắn cũng không tin. Dương Diệp, ta phải băm thây ngươi ra thành vạn đoạn. Diệp Chiến rít gào một tiếng và muốn ra tay, mà lúc này, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn từ phía sau lưng hắn tới. Vẻ mặt Diệp Chiến biến đổi, cơ thể chợt lắc một cái, trực tiếp xé rách không gian lao vọt đến cách đó 10 trượng. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một người đứng ở chỗ vừa rồi. Người này chính là Liễu Sát. Liễu Sát, ngươi làm gì vậy? Diệp Chiến giận dữ. Ngươi thật sự tin vào chuyện ma quỷ của Dương Diệp sao? Đầu óc ngươi bị nước vào xà. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể loại bỏ hắn. Đúng, hắn nói rất đúng. Dương Diệp cười híp mắt nói. Liễu Sát, hắn nói rất đúng, ngươi có thể suy nghĩ đi. Trên mặt Liễu Sát không ngừng thay đổi, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Dương Sư Huynh nói đùa, chúng ta đều là người của Thanh Đạo Môn, sao ta có thể làm được chuyện tự giết lẫn nhau chứ? Lão cẩu Diệp gia tự nhiên muốn đồng môn chúng ta giết hại lẫn nhau, hắn đáng phải giết. Dương Huynh, chúng ta liên thủ giết người này được không? Hai mắt Dương Diệp híp lại, vẻ mặt trầm xuống, nói. Liễu Sát, ngươi đừng giở trò với ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không giết người này và lấy ra vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, bây giờ ta sẽ phế ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể thử liên thủ với hắn tới giết ta. Vẻ mặt Liễu Sát khó coi, sâu trong lòng hắn hy vọng Dương Diệp chết, nhưng hắn không nắm chắc có thể giết chết Dương Diệp. Cho dù là liên thủ cùng Diệp Chiến cũng vậy, phải biết rằng, trong địa môn đều là một vài tên siêu cấp biến thái, khiêu chiến vượt cấp với bọn họ đơn giản giống như ăn vậy. Liễu Sát. Nhìn thấy Liễu Sát do dự, Diệp Chiến vội vàng nói. Người này chỉ là cảnh giới tôn giả, lão phu là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm chỉ kém nửa bước lại có thể tiến vào bán thánh, thực lực bản thân ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp, chỉ cần chúng ta liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Bớt nói những lời vớ vẩn đó đi. Liễu Sát đột nhiên nhìn Diệp Chiến bỗng nhiên quát lớn. Lão cẩu ngươi đúng là đáng chết, tự nhiên gây xích mích cho sự huynh đệ ta. Hôm nay, ta không giết người, Liễu Sát ta thể không làm người. Nói xong, cơ thể Liễu Sát thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía Diệp Chiến. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định giết Diệp Chiến. Bởi vì từ đầu đến cuối Dương Diệp vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, Dương Diệp nhìn hắn cùng với Diệp Chiến với vẻ mặt giống như mèo nhìn con chuột, đầy vẻ đùa cợt. Đối mặt với Dương Diệp, hắn thật sự không dám nắm chắc. Đặc biệt sát khí trên người của Dương Diệp còn nồng đậm hơn hắn. Nếu hắn muốn đối phó với Dương Diệp, chút sát ý này xem như hoàn toàn vô dụng. Nhưng đối mặt với Diệp Chiến, cho dù Diệp Chiến là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, hắn vẫn có lòng tin, bởi vì những cường giả cảnh giới hoàng giả không phải xuất thân từ thế lực lớn thật sự quá kém cỏi. Liễu Sát, tên ngu xuẩn nhà ngươi, Dương Diệp nhất định đã bị thương rồi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, cho dù hắn không chết cũng nhất định bị thương nặng phải lẩn trốn, ngươi. Ngươi đúng là tên ngu xuẩn. Diệp Chiến vừa giao đấu cùng Liễu Sát vừa điên cuồng mắng. Lúc này xem như Liễu Sát đã hạ quyết tâm, bởi vậy hắn căn bản không quan tâm Diệp Chiến tức giận mắng chửi thế nào, điên cuồng phát động công kích với Diệp Chiến. Mặc dù Diệp Chiến là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, nhưng đối mặt với Liễu Sát lại tuyệt đối không chiếm được ưu thế lớn. Tuy nhiên bởi vì cảnh giới chênh lệch giữa hai người, Liễu Sát cũng không chiếm được lợi gì, bởi vậy, hai người hình thành cục diện giằng co. Dương Diệp không nhàn rỗi. Cẩn thận bên phải, tránh, đi tới, đâm bên phải phía trên của hắn. Trong lúc Liễu Sát giao đấu cùng Diệp Chiến, Dương Diệp không ngừng nói ra các loại sơ hở của Diệp Chiến, ngay lúc đầu Liễu Sát còn không tin, nhưng chẳng bao lâu hắn đã phát hiện, những lời Dương Diệp nói đều là sự thật. Giờ phút này, Liễu Sát thấy may mắn vì lựa chọn của mình trước đó. Diệp Chiến càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì dưới sự chỉ điểm của Dương Diệp, Liễu Sát luôn đoán trước, làm cho hắn thường bị khống chế, nhiều lần còn suýt nữa bị thương. Diệp Chiến liếc nhìn Dương Diệp ung dung phía xa, trong lòng lập tức có ý định rút lui, cho dù cảnh giới của Liễu Sát không bằng hắn, nhưng hắn tạm thời cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không chỉ Liễu Sát,
mà còn Dương Diệp luôn ở bên cạnh hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn càng nhìn càng thấy Dương Diệp này thần bí, càng nhìn càng kiêng kỵ. Hắn muốn chạy trốn. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nếu như hắn chạy thoát, Liễu Sát ngươi cũng đi tìm chết đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đồng tử của Diệp Chiến hơi co lại. Hắn không ngờ chuyện mình muốn chạy trốn lại bị Dương Diệp nhìn ra được. Điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Diệp Chiến không dám do dự, đánh một chưởng đẩy lùi Liễu Sát, sau đó hai tay xé rách không trung ra. Diệp Chiến vừa muốn chui vào khe nứt không gian tiến hành nhảy không gian, nhưng ngay vào lúc này, Liễu Sát đột nhiên phẫn nộ quát lên. Ảnh độn sát. Liễu Sát vừa dứt lời, đột nhiên có mùi máu tươi bốc lên. Tiếp theo, toàn thân Liễu Sát hóa thành một ánh máu tiêu tan. Bù. Vào giây phút Diệp Chiến muốn đi vào không gian, trước ngực hắn đột nhiên bắn ra một cột máu, lúc này tuy nhiên khe nứt không gian đã đóng, Diệp Chiến đã ở cách xa mấy ngàn dặm. Liễu Sát quỳ gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ảnh độn sát lúc trước chính là một đòn mạnh nhất của hắn, một đòn kia đã rút sạch gần như 9 phần huyền khí trong cơ thể hắn. Vèo. Đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên lóe lên, hai mắt Liễu Sát lập tức trợn tròn. Vì sao? Liễu Sát hỏi. Hắn thành công trốn thoát. Dương Diệp đi tới trước mặt Liễu Sát, nói. Đương nhiên, cho dù ngươi giết hắn, kết quả của ngươi cũng sẽ như vậy. Vì sao? Liễu Sát lại hỏi. Có vài người, lời trước nói có thể tin. Dương Diệp nói. Nhưng có vài người, ta càng thích nói chuyện vô sỉ hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp vừa dứt lời, đầu của Liễu Sát trực tiếp rơi xuống đất, một tia máu tươi phun ra khỏi cổ của Liễu Sát. Ngay vào lúc này, vẻ mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Vỏ kiếm cổ lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, kiếm trong tay phải của hắn cũng cắm vào vỏ kiếm cổ. Người nào lại dám giết đệ tử của Thanh Đạo Môn ta? Một giọng nói giống như sấm rền đột nhiên vang vọng ở phía chân trời. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian và chộp về phía Dương Diệp. Ít nhất là cường giả bán thánh. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sáng sắc bén, nói. Cổ kiếm trai ta giết. Dương Diệp vừa dứt lời, tay phải cầm kiếm chợt rút ra. Ong! Tiếng kiếm ngân vang lên, chấn động phía chân trời. Theo tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí xé rách trời cao, hung hăng cắt vào trên bàn tay khổng lồ kia. Bù! Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cổ kiếm trai! Vào giây phút khe nứt không gian đóng lại, bên trong truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tay phải vẫy một cái, nhẫn chứa đồ trên ngón tay Liễu Sát đã bay vào trong tay hắn. Tiếp theo hắn, bước vào Vân Câu, mới vừa vào Vân Câu, Dương Diệp trực tiếp phun máu tươi, dọa cho hai tỷ muội Phạm Ly sợ gần chết. Phạm Mộng muốn nói, Dương Diệp đã bấm tay bắn ra, một luồng kình phong đánh vào trên con thiên mã ngoài xe ngựa, thiên mã lập tức hóa thành một đường ánh sáng trắng lập tức biến mất. Dương Diệp, ngươi không sao chứ? Nhìn ngoài miệng Dương Diệp đầy máu tươi, Phạm Mộng bị dọa cho chảy nước mắt. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Phạm Ly nói. Ngươi còn bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Phạm Ly vung tay ngọc lên, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ở trong này còn có hơn 5.000 viên. Nói xong, nàng do dự một lúc lại lấy ra một viên đan dược màu trắng, nói. Đây là phục huyết đan linh đan thượng phẩm, có thể chữa vết thương, có thể sẽ có tác dụng với ngươi. Dương Diệp cũng không khách sáo. Trực tiếp cầm đan dược nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Thật ra trước đây, tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm, nếu như Liễu Sát liên thủ cùng Diệp Chiến, vậy hắn muốn tiêu diệt giết đối phương thì ít nhất phải bỏ ra cái giá lớn hơn bây giờ gấp mấy lần. Diệp Chiến là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, hắn ngoài sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng nhân kiếm hợp nhất, còn lại kiếm khí bình thường cùng lực lượng thân thể căn bản không có cách nào giết chết đối phương. Về phần Liễu Sát, mặc dù đối phương chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng thực lực bản thân hắn căn bản không thua kém cảnh giới hoàng giả. Cho nên, nếu như hai người liên thủ, hắn ít nhất phải thi triển hai lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nếu như đối phương đề phòng, sợ rằng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng khó có thể giết chết đối phương trong nháy mắt, dù sao bây giờ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn không có cách nào trồng chất. Mặc dù hắn có thể bỏ ra cái giá cực nhỏ để giành chiến thắng, nói cho cùng vẫn là dựa vào sự nhanh trí của mình.
Trong khoảng thời gian thực lực trở nên yếu đi, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện, trong đó chính là có lúc thật sự phải dựa nhiều vào đầu óc, sử dụng đầu óc tốt thì có rất nhiều chuyện sẽ làm ít công to. Lúc trước, nếu như không phải hắn giết chết Diệp Ngọc cùng Đoạn Thuần trong nháy mắt, sau đó trấn áp Liễu Sát, vậy hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Phải biết rằng, bây giờ hắn còn dẫn theo Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Hắn đánh không nổi có thể chạy, nhưng hai tỷ muội Phạm Ly thì sao? Nếu như chỉ là Phạm Ly, hắn căn bản sẽ không nhúng tay vào chuyện tệ hại của Phạm gia cùng Diệp gia, nhưng có Phạm Mộng, hắn không thể không nhúng tay. Nói trắng ra, tình cảm giữa hắn cùng với Phạm Mộng cũng không sâu đậm lắm. Dù sao hắn cùng với Phạm Mộng cũng mới quen biết ngắn ngủi chưa tới nửa tháng. Nhưng ban đầu Phạm Mộng ngăn cản ở trước mặt hắn, giúp hắn đỡ roi của Phạm Ly, còn lúc ôm hắn cùng nhảy vào vùng đầm lầy, hắn biết, mình không thể bỏ mặc chuyện của nha đầu này được. Hắn ra tay, có thể chỉ cần phải bỏ ra cái giá rất nhỏ đã có thể cứu được cả đời của Phạm Mộng. Nếu như không ra tay, số phận Phạm Mộng thế nào, có thể tưởng tượng được. Lần này thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật đối đầu với cường giả bán thánh của Thanh Đạo Môn, làm cho trong cơ thể hắn lại xuất hiện vấn đề, đó chính là kinh mạch không chỉ nứt ra còn mở rộng. Ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện vết nứt, cũng may lúc này hắn đã là cảnh giới tôn giả, cơ thể mạnh hơn trước đây, bởi vậy, những cái này tạm thời không quá chí mạng với hắn. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp hấp thu xong viên đan dược cùng với hơn 5.000 cái viên đá năng lượng siêu phẩm, tình trạng vết thương bên trong cơ thể hắn tạm thời được ngăn chặn. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát hiện Phạm Ly cùng Phạm Mộng ngồi ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Dương Diệp tỉnh lại, Phạm Mộng chợt kinh ngạc, có chút khẩn trương hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tạm thời không có chuyện gì. Hai tỷ muội Phạm Mộng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Đây vốn là chuyện của Phạm gia chúng ta cùng Diệp gia, lại kéo cả ngươi vào. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn biết, lấy tình cảnh của hắn bây giờ này mà nhúng tay vào chuyện của Phạm gia chính là tìm đường chết, nhưng lẽ nào lại nhìn nha đầu Phạm Mộng kia nhảy vào hố lửa của Diệp gia sao? Hắn làm không được. Còn nữa, Dương Diệp hắn thật sự không để ý tới Diệp gia cùng Đoạn Đao Sơn Trang gì đó. Các ngươi biết Lục Uyển Nhi kia ở đâu không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục đích của hắn lần này chính là đi tìm Lục Uyển Nhi, chỉ cần tìm được Lục Uyển Nhi, có lẽ hắn có thể tìm được tung tích của An Nam Tĩnh cùng Vũ Tịch. Kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi sao? Trong mắt Phạm Ly có phần kinh ngạc. Ngươi không phải. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt có phần kinh hãi. Giờ phút này, nàng hiểu rõ, Dương Diệp căn bản không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, hắn đang giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Phạm Ly cũng trắng bệch. Yên tâm, đưa các ngươi tới nơi an toàn xong, ta sẽ rời đi. Có một số việc, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Dương Diệp nói, cho dù hắn chưa có khái niệm cụ thể về thế lực của Cổ Kiếm Trai, cũng không biết bọn họ rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào, nhưng theo những gì trước mắt hắn biết được có thể thấy Cổ Kiếm Trai này tuyệt đối là một thế lực khổng lồ, bây giờ hắn không có khả năng chống lại được. Phạm Ly lắc đầu, nói. Nếu như không phải vì ngươi, ta với Tiểu Mộng có lẽ đã trở thành đồ chơi của đám người Diệp gia. Ta biết, ta quả thật đã từng rất ích kỷ, ta cũng biết trong lòng người rất chán ghét ta, nếu như không phải vì Tiểu Mộng, người căn bản sẽ không nhúng tay chuyện của Phạm gia ta cùng Diệp gia. Ta chỉ muốn nói, bây giờ mạng của hai tỷ muội chúng ta đều do người cứu, cho nên, cho dù là chuyện lớn tới mức nào, chúng ta cũng bằng lòng cùng ngươi đối mặt với nó. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Ly. Hắn không nghĩ tới nữ nhân ích kỷ này sẽ nói ra những lời như vậy, theo suy nghĩ của hắn, khi đối phương biết hắn giả mạo đệ tử của Cố Kiểm Trai, chắc sẽ lập tức muôn dẫn theo Phạm Mộng phân rõ giới hạn với hắn mới đúng. Ngươi muốn đi tìm Lục Uyển Nhi này sao? Phạm Ly đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Phạm Ly im lặng một lát, sau đó nói. Có chút khó khăn. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Phạm Ly trầm giọng nói. Lục Uyển Nhi chắc là ở tổng bộ của Cổ Kiếm Trai, nơi đó cách đây ít nhất 100.000 dặm. Nếu như chúng ta muốn đến đó, ít nhất phải vượt qua hơn 10 dãy núi, mà ở bên trong những dãy núi này nhất định sẽ có yêu thú cường đại, trong đó có lẽ còn có yêu soái. Nói chung, đoạn đường này tuyệt đối nguy hiểm. 100.000 dặm. Dương Diệp nhíu mày, nếu là trước đây,
Chút lộ trình đấy với hắn căn bản không tính là gì cả, ngự kiếm nửa tháng cũng đến nơi. Nhưng bây giờ, đừng nói ngự kiếm, cho dù bay trong chốc lát, hắn cũng không dám, chuyện bay cùng ngự kiếm này sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí. Chỉ dựa vào vân câu, tạm thời không nói về vấn đề thời gian, ngay cả an toàn cũng là một vấn đề lớn. Có một biện pháp, Phạm Ly bỗng nhiên nói. Trong mấy thế lực cấp Bạch Ngân đều có truyền tống trận. Cho dù ở trong khu vực của chúng ta không có truyền tống có thể đi xa trăm vạn dặm, nhưng chúng ta có thể truyền tống đến những thành phố lớn, sau đó sử dụng truyền tống trận ở thành thị lớn để tiến hành truyền tống. Nơi nào có truyền tống trận? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thiên Cương Thành. Phạm Ly đến. Thiên Cương Thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Minh Vũ Thành cách 10 vạn dặm. Chẳng qua sợ rằng đến Thiên Cương Thành lúc này sẽ có chút phiền phức, theo tin tức ta nhận được. Ngự Thú Tông liên kết với Đoạn Đao Sơn Trang còn có một thế lực cấp Bạch Ngân đang bao vây tấn công Thiên Cương Thành, nếu như Thiên Cương Thành bị tiêu diệt, vậy. Dương Diệp hiểu rõ, nếu như Thiên Cương Thành bị tiêu diệt, vậy hắn đi Thiên Cương Thành xem như tự chui đầu vào lưới. Phải biết rằng, hắn cùng với Ngự Thú Tông và Đoạn Đao Sơn Trang có ân oán không nhỏ. Đi Thiên Cương Thành. Cuối cùng Dương Diệp vẫn quyết định đi Thiên Cương Thành, hắn cũng không muốn đi đường vòng. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Sau khi đã xác định mục đích, Phạm Ly bắt đầu đánh xe, bởi vì nàng biết đường đi tới Thiên Cương Thành. Bên trong xe ngựa, Phạm Mộng đã ngủ. Mấy ngày trước, bởi vì chuyện của Diệp gia, nàng chưa từng ngủ ngon. Dương Diệp lấy ra nhẫn chứa đồ của Liễu Sát, không tốn bao nhiêu sức lực, hắn đã phá giải dấu ấn tinh thần trong nhẫn chứa đồ. Khi thấy đồ bên trong nhẫn chứa đồ, Dương Diệp rất mừng rỡ. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ này lại có tới 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, ngoài ra còn có 3 thanh đoản kiếm đạo cấp trung phẩm. Cho dù hắn dùng kiếm, nhưng cũng không phải hắn không biết dùng đoản kiếm. Khi đấu gần người, đoản kiếm này có thể có hiệu quả bất ngờ. Dương Diệp còn phát hiện một cái quyển sách cuộn. Sau khi mở ra xem, Dương Diệp có phần sững sờ. Bởi vì quyển sách này không ngờ là một môn đạo cấp, hơn nữa còn là đạo cấp thượng phẩm. Ảnh độn sát. Tập trung sát khí cùng sát ý của bản thân. Nhìn miêu tả phía trên quyển sách, Dương Diệp lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn phát hiện ảnh độn sát rất thích hợp cho hắn tu luyện, quan trọng nhất là nó không cần tiêu hao huyền khí, chỉ cần phải dùng sát khí cùng sát ý. Sát khí cùng sát ý càng mạnh, uy lực của đạo kỹ này cũng càng lớn. Về phần độ khó tu luyện, nói với người khác có lẽ sẽ rất khó, bởi vì nó có yêu cầu điều khiển với sát khí cùng sát ý rất cao. Phải biết rằng, một khi khống chế sát khí cùng sát ý này không tốt sẽ bị cắn trả. Nhưng Dương Diệp căn bản không cần sợ điều đó. Bởi vì bản thân hắn chính là kiếm tâm thông minh, thành tựu kiếm đạo của bản thân đã vượt xa sát đạo. Bởi vậy, trừ khi là lúc nào hắn giết người thật sự quá nhiều, nhiều đến mức kiếm tâm thông minh cũng không áp chế được, có lẽ sẽ gặp phải cắn trả, nhưng bây giờ còn kém quá xa. Không đến 2 canh giờ, Dương Diệp đã nắm giữ được ảnh độn sát. Có đạo kỹ không cần huyền khí này, Dương Diệp lập tức thấy vững tin hơn. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Dương Diệp nhíu mày và ra khỏi xe ngựa, lúc này, Phạm Ly chỉ tay về phía xa, nói. Ngươi xem. Giọng nói khẽ run lên. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy trên mảnh đất trống cách đó không xa có 3 cái quan tài màu đen đặt ngang đường, vừa vặn ngăn cản đường của bọn họ. Thanh đạo môn, quan tài chặn đường. Nhìn 3 cái quan tài này, gương mặt Phạm Ly chợt trắng bệch như tờ giấy, tay trái của nàng còn theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Dương Diệp. Có ý gì? Ánh mắt Dương Diệp quan sát xung quanh và nở nụ cười lạnh. 2 mắt Phạm Ly nhắm nghiền, tay trái nắm chặt ống tay áo của Dương Diệp, nói. Dương Diệp, xin lỗi, thật sự xin lỗi, đây vốn là chuyện của Phạm gia chúng ta, bây giờ lại kéo người vào, thật sự xin lỗi. Ngươi yên tâm, cho dù người chết. Ta với Tiểu Mộng cũng sẽ chết cùng ngươi. Trong lòng Dương Diệp có chút kinh sợ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Phạm Ly, chỉ thấy lúc này trong mắt nàng đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng, còn có một phần kiên định. Dương Diệp nhíu mày, nói. Chẳng lẽ quan tài này còn có ý gì sao? Thanh đạo môn, quan tài chặn đường, ngăn cản không phải là đường mà là đường sống. Một khi thanh đạo môn lấy ra quan tài chặn đường, điều này chứng minh HH người bị ngăn cản chắc chắn phải chết. Lúc này người bị chặn đường có thể làm 2 chuyện, một là tự sát, tự động bước vào quan tài, như vậy,
chuyện sẽ CD ấm dứt ở đó. Hai là đá quan tài, một khi đá quan tài, vậy đại biểu muốn liều chết cùng Thanh Đạo Môn. Phạm Ly giải thích, trong mắt đầy tuyệt vọng kinh. Nói đến đây, Phạm Ly đột nhiên nhíu mày. Lấy phong cách hành sự của Thanh Đạo Môn, bọn họ muốn giết chúng ta thì căn bản không cần dùng quan tài chặn đường, bọn họ đang e ngại điều gì. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta hiểu được, bọn họ xem ngươi trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai, bởi vậy bọn họ chỉ muốn giết chết ngươi, cũng không muốn phát sinh xung đột gì với Cổ Kiếm Trai. Ở Thanh Châu, Thanh Đạo Môn rất bá đạo, cũng rất tàn nhẫn. Nhưng Cổ Kiếm Trai ở Thanh Châu cũng không kém. Hơn nữa đệ tử của Cổ Kiếm Trai đều là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vậy, Thanh Đạo Môn cũng có chút kiêng kỵ Cổ Kiếm Trai, đồng thời, Cổ Kiếm Trai cũng e ngại những kẻ điên trong Thanh Đạo Môn. Đệ tử của Cổ Kiếm Trai sao? Dương Diệp lắc đầu, xem ra một kiếm của hắn trước đó đẩy lùi gã cường giả kia đã thật sự khiến kẻ đó cho rằng hắn là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Sở dĩ đối phương không phái người trực tiếp giết chết, không phải e ngại hắn mà e ngại Cổ Kiếm Trai. Chẳng qua bản thân hắn biết, hắn căn bản không phải là người của Cổ Kiếm Trai. Cho nên, chuyện tìm Cổ Kiếm Trai giúp là hoàn toàn vô nghĩa. Phạm Ly cũng hiểu rõ điểm ấy, bởi vậy trong mắt nàng đầy tuyệt vọng. Dương Diệp nhảy xuống khỏi vân câu, sau đó đi về phía ba cái quan tài này. Dương Diệp! Phạm Ly đột nhiên kêu lên. Ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Giọng nói của nàng có chút run. Dương Diệp mỉm cười, nói. Lẽ nào ngươi muốn tự sát, tự đưa mình vào trong quan tài này sao? Nói xong, Dương Diệp xoay người và đi tới trước ba cái quan tài này, nói. Trời con không diệt được ta, chỉ dựa vào Thanh Đạo Môn ngươi cũng muốn ngăn cản đường sống của ta sao? Ngươi nằm mơ giấc mộng xuân thu đi. Dứt lời, chân phải của Dương Diệp chợt đá ra. Bịch bịch bịch, ba cái quan tài lập tức hóa thành bột mịn. Kha kha. Một tiếng cười thâm hiểm đột nhiên vang lên trong không trung, một nam tử mặc áo bào màu đỏ xuất hiện một cách quỷ dị ở đó. Nam tử này không chỉ có trang phục là màu đỏ, ngay cả tóc cùng đồng tử cũng là màu đỏ như máu. Ở hai bên thắt lưng của hắn lộ ra hai thanh trường đao màu đỏ. Đao dài khoảng 5 thước và không có vỏ đao. Sau khi người nam tử này xuất hiện, ở đó đột nhiên tràn ngập ra một mùi máu tươi gay mũi. Những năm gần đây, đệ tử của Cổ Kiếm Trai càng lúc càng kiêu ngạo. Một huyền giả cảnh giới tôn giả nho nhỏ không ngờ cũng dám đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn ta. Nam tử áo bào đỏ chậm rãi nói, âm thanh giống như vướng đờm, có chút khàn khàn. Ta có chút tò mò. Dương Diệp nói, vì sao người của Thanh Đạo Môn các ngươi đều thích mặc áo bào màu đỏ? Ngươi đang cười nhạo ta sao? Nam tử áo bào đỏ nói, Thanh Đạo Môn có 3 môn. Theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn. Thực lực của các môn khác nhau, bởi vậy bọn họ mặc quần áo cũng không giống nhau. Trong đó người thiên môn mặc áo bào trắng, người địa môn mặc áo bào đen, người nhân môn mặc áo bào màu đỏ. Hắn mặc áo bào màu đỏ, cho nên, hắn là người của nhân môn. Phạm Ly giải thích, nàng biết tình hình của Dương Diệp, cho dù nàng không biết Dương Diệp cuối cùng là ai, nhưng nàng hiểu rõ một điểm. Đó chính là Dương Diệp rất xa lạ với chuyện và người ở Thanh Châu này. Theo nàng suy đoán, Dương Diệp có khả năng căn bản không phải là người Thanh Châu. Hóa ra là như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, không trách được nữ nhân mặc áo bào đen còn mạnh hơn Liễu Sát. Hóa ra nàng là địa môn, nữ nhân mặc áo bào đen. Nam tử áo bào đỏ kia chợt kinh ngạc, nói. Ngươi từng gặp người của địa môn sao? Dương Diệp nói. Đúng vậy. Nàng có thực lực rất mạnh, mạnh hơn người và Liễu Sát kia rất nhiều. Đặc biệt là huyền kỹ thân pháp của nàng, ta còn nhớ rõ, hình như tên là Ảnh Độn kia, tốc độ quả thật rất nhanh. Ngươi, trong mắt nam tử áo bào đỏ có vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi đã từng gặp Ảnh Sát, ngươi. Không chỉ từng gặp mặt, ta còn thiếu chút nữa đã giết chết nàng. Dương Diệp chậm rãi đi về phía nam tử áo bào đỏ, vừa đi vừa nói. Ta thật sự không hiểu, Liễu Sát cùng ngươi đều là đệ tử của nhân môn, hắn còn bị ta giết, vì sao Thanh Đạo Môn còn muốn phái người nhân môn tới? Vội tới đưa bảo bối cho ta sao? Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía nhẫn chứa đồ của nam tử áo bào đỏ, nói. Ngươi mang đến bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Dương Diệp không phải là một người thích nói nhảm,
nếu như dựa theo tính cách của hắn trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều cùng nam tử áo bào đỏ này. Bây giờ sở dĩ hắn làm vậy, là bởi vì hắn đang tiến hành công kích tâm lý với nam tử áo bào đỏ này. Nếu như trong lòng một người xuất hiện tâm tình sợ hãi hoặc kiêng kỵ, vậy người này nhất định sẽ không phát huy ra được hết thực lực của mình. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, vẫn bởi vì thực lực của hắn lúc này. Nếu như thực lực của hắn vẫn như trước, hắn tất nhiên không cần chơi trò này làm gì, cứ một kiếm qua là được. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải cố gắng hết sức giữ lại thực lực của mình. Kiếm tu cảnh giới tôn giả trong cổ kiếm trai có 3 kiếm, ngươi là kiếm nào? Nam tử áo bào đỏ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Dương Diệp không nói gì, mà tiếp tục đi về phía nam tử áo bào đỏ, chỉ có điều lần này hắn đi rất chậm, nhưng mỗi lần chân hạ xuống mặt đất sẽ chấn động mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng nam tử áo bào đỏ kia hoảng hốt. Theo từng bước Dương Diệp tới gần, tâm lý phòng ngự của nam tử áo bào đỏ đang cũng dần tan rã. Thật ra, khi nam tử áo bào đỏ biết Dương Diệp từng gặp người địa môn của Thanh Đạo Môn, hắn đã có ý định rút lui, nhưng hắn không thể lui, bởi vì hắn mang theo quan tài chặn đường tới, bây giờ hắn đã đại biểu cho mặt mũi của Thanh Đạo Môn. Hắn có thể chết, nhưng không thể làm Thanh Đạo Môn mất mặt, nếu không, hắn sẽ chết còn khó chịu hơn. Nam tử áo bào đỏ hít sâu một hơi, tay phải cầm một thanh đao bên thắt lưng, nói. Đều nói đệ tử của cổ kiếm trai một đấu một rất sắc bén. Hôm nay ta muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn vừa dứt lời, thanh đao đã lao ra, đao quang màu đỏ lập tức chém về phía Dương Diệp. Dương Diệp đứng lại và đánh ra một quyền, mảnh đao quang kia lập tức tiêu tan. Cùng lúc đó, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào đỏ. Đồng tử của nam tử áo bào đỏ co lại, thanh đao ở thắt lưng bên trái lập tức chém ra, tuy nhiên đao kia vừa chém ra đã bị một quyền của Dương Diệp đánh nát. Tiếp theo, đầu nắm tay của Dương Diệp thuận thế đánh về phía ngực của nam tử áo bào đỏ. Mà lúc này, miệng nam tử áo bào đỏ đột nhiên mở ra. Tiếp theo, một thanh đao mỏng, thật nhỏ bắn ra khỏi miệng hắn, lập tức bay ở trước ngực của Dương Diệp, tuy nhiên nắm đấm của Dương Diệp cũng đánh vào trước ngực hắn rồi. Bịch! Nam tử áo bào đỏ phun mấy ngụm máu, sau đó bay ngược ra ngoài, Dương Diệp cũng liên tục lùi lại 5-6 bước. Dương Diệp cúi đầu nhìn. Ở trước ngực của hắn có một vết máu đang chậm rãi tràn ra. Bị phá phòng ngự. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào đỏ kia lúc này vẫn nằm trên mặt đất. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, tay phải vẫy một cái, nhẫn chứa đồ của nam tử áo bào đỏ bay đến trong tay hắn. Sau đó hắn xoay người đi về phía Vân Câu. Hắn hình như còn chưa chết. Phạm Ly nhắc nhở. Lập tức, Dương Diệp nói xong, bước vào trong Vân Câu. Phạm Ly quay đầu nhìn về phía nam tử áo bào đỏ kia, chỉ thấy nam tử áo bào đỏ kia lúc này đang co giật mạnh. Tuy nhiên không bao lâu thì không còn cử động nữa. Phạm Ly không nhìn nữa, xoay người bước vào trong Vân Câu. Dương Diệp ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, đang hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Hắn không nghĩ tới phòng ngự của mình lại bị nam tử áo bào đỏ kia phá vỡ được. Một đao cuối cùng của nam tử áo bào đỏ kia quả thật rất mạnh. Nếu như không phải thân thể hắn khôi phục lại hoàng cấp, một đao kia đủ để giết chết hắn trong nháy mắt rồi. Bởi vì đao kia đã sắp tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ có điều nó không thể đủ để mở ra xương của hắn. Xem ra sau này mình cần phải cẩn thận hơn nữa. Dương Diệp mở mắt ra, nhìn nhẫn chứa đồ trong tay. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ, không ngờ trong nhẫn chứa đồ của nam tử áo bào đỏ cũng có hơn vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Cộng thêm của Liễu Sát trước đó, bây giờ hắn tổng cộng có gần 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Trong thời gian tiếp theo, chuyện Dương Diệp làm chính là điên cuồng hấp thu. Tình cảnh bây giờ có hơi tệ, hắn nhất định phải đạt được cảnh giới hoàng giả mới có chút năng lực tự bảo vệ chính mình. Nhìn thấy Dương Diệp lại bắt đầu ăn đá năng lượng siêu phẩm, Phạm Ly biết Dương Diệp đang tu luyện, nàng ngồi xuống bên cạnh Phạm Mộng vẫn còn ngủ say, nhẹ tay khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, trong mắt có chút đau buồn. Cho dù Dương Diệp giết chết nam tử áo bào đỏ của Thanh Đạo Môn kia, nhưng nàng biết đây không phải kết thúc, mà mới chính thức bắt đầu thôi. Chấm. Thanh Đạo Môn bị giết liền 2 người, lại bị đá quan tài. Trong Thanh Châu, rất lâu rồi chưa từng xuất hiện qua chuyện này. Đặc biệt người giết người còn là một kiếm tu cảnh giới tôn giả của cổ kiếm trai, hơn nữa kiếm tu này còn đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn tuyệt đối không thể nhịn được.
bởi vì điều này tương đương với cổ kiếm trai đang đánh vào mặt Thanh Đạo Môn. Bởi vậy, một ít cao tầng của Thanh Đạo Môn đều bị kinh động. Tuy nhiên Thanh Đạo Môn tuyệt đối không trực tiếp phái ra cường giả, bởi vì nếu như Thanh Đạo Môn phái ra cường giả cảnh giới bán thánh, hoặc thánh giả ra tay, cho dù giết chết Dương Diệp cũng là thua. Bởi vậy, Thanh Đạo Môn phát ra Thanh Đạo Lệnh. Thanh Đạo Lệnh vừa ra, hễ là đệ tử cảnh giới tôn giả của Thanh Đạo Môn đều sẽ bị điều động. Cổ kiếm trai cũng không nhàn rỗi, khi biết trong tông môn của mình có người giết người của Thanh Đạo Môn, cao tầng cổ kiếm trai cũng bị chấn động, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như hai thế lực cấp bạch kim liều chết, sẽ chỉ có lợi cho người khác. Bởi vậy, cao tầng của cổ kiếm trai lập tức yêu cầu triệu hồi đệ tử của cổ kiếm trai tên là Dương Diệp này. Nhưng cuối cùng bọn họ lại phát hiện, bên trong cổ kiếm trai căn bản không có một đệ tử nào tên là Dương Diệp cả. Chỉ cần qua dãy núi phía xa kia, chúng ta sẽ đến Thiên Cương Thành. Trên Vân Câu, Phạm Ly chỉ vào một dãy núi giống như con rồng lớn phía xa, trên mặt mỉm cười nói. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh Phạm Ly lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đó, trầm giọng nói. Đó là dãy núi gì? Có thể có yêu soái gì không? Yêu soái? Phạm Ly lắc đầu, nói. Dãy núi này gọi là dãy núi Thanh Nguyên, yêu thú thì có, nhưng ta không nghe nói có yêu soái nào. Sao vậy, người cảm thấy dãy núi này có gì kỳ lạ sao? Đi vòng thì phải mất bao lâu thời gian mới có thể đến Thiên Cương Thành được? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt Phạm Ly cũng nghiêm trọng, nàng trầm ngâm một lát, nói. Đi đường vòng, chúng ta ít nhất phải tốn thời gian gấp đôi. Nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, vậy chúng ta lại đi đường vòng. Dương Diệp lại lắc đầu, nói. Quá lãng phí thời gian, thôi cứ đi qua đây đi. Thật sự không có vấn đề chứ? Phạm Ly nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp mỉm cười, nói. Trong này quả thật làm cho ta có cảm giác nguy hiểm, cho nên ta mới muốn đi đường vòng, muốn hỏi ngươi xem có đường nào gần hơn không, chứ không phải là sợ. Sau khi trải qua trận chiến đại lục huyền giả phá thiên nhãn, thành thật mà nói, cho dù là đối đầu với cường giả cảnh giới thánh giả, trong lòng hắn cũng không sợ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn khinh thường cảnh giới thánh giả, bây giờ, chuyện có thể làm cho hắn sợ thật sự rất ít. Có thể đánh không nổi đối phương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên đi ra khỏi buồng xe và ngồi ở bên trái của Dương Diệp, nàng rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Dương Diệp, khẽ nói. Ngươi nói chúng ta sẽ chết sao? Nàng có sợ chết sao? Dương Diệp cười nói. Vốn ta rất sợ. Phạm Mộng khẽ nói. Nhưng bây giờ, ta không sợ nữa, bởi vì có ngươi ở đây rồi. Vì sao? Dương Diệp hơi tò mò nói. Phạm Mộng ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó nói. Không biết, dù sao ở cùng với ngươi, ta có cảm giác đặc biệt an toàn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Phạm Mộng khẽ gật đầu, nói. Dương Diệp, ngươi có thể nói một chút về chuyện của ngươi lúc trước không? Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp, nàng cũng rất tò mò về quá khứ của Dương Diệp. Hảo hán không nhắc tới chuyện năm xưa, không có gì để nói cả. Dương Diệp cười nói. Nói một chút đi mà. Phạm Mộng lắc lắc cánh tay của Dương Diệp, làm nũng nói. Với tình cảnh của chúng ta bây giờ này, có lẽ sẽ phải chết bất cứ lúc nào. Ta không muốn mình chết vẫn không biết ngươi là ai. Dương Diệp có phần cưng chiều xoa đầu Phạm Mộng, nói. Nếu như vậy, ta sẽ bắt đầu khoác lác vậy. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía xa, trong mắt có phần xúc động. Trước đây, rất nhiều người đều sợ ta, bọn họ còn gọi ta là kiếm ma, khi đó, ta phát điên lên, toàn thế giới đều sẽ run rẩy. Toàn thế giới đều run rẩy. Phạm Mộng chớp chớp mắt, nói. Thật sao? Phạm Ly khẽ lắc đầu, nhìn Phạm Mộng, trong mắt với vẻ bất đắc dĩ. Loại chuyện hoang đường như vậy mà nàng cũng tin. Ta cũng rất muốn biết có phải là thật hay không. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước Vân Câu không xa, Thiên Mã hoảng sợ phát ra một tiếng ngựa hí, sau đó đứng yên, không ngừng run rẩy. Bóng đen giống như cố định ở đó. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bóng đen vẫn không có bóng. Cuối cùng không nhịn được, muốn ra tay rồi sao? Ta rất kỳ quái,
vì sao ngươi không tập kích bất ngờ? Ta vẫn luôn chờ ngươi đánh lén. Dương Diệp tất nhiên nhận ra cái bóng đen này, chính là nữ tử thanh đạo môn ở bên trong Đoạn Thiên Sơn mạch trước đây, cũng là ảnh sát mà nam tử áo bào đỏ từng nhắc tới. Đánh lén, vậy không phải đúng ý của ngươi sao? Nữ tử bóng đen nói. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, nhảy xuống vân câu và đi về phía nữ tử bóng đen, nói. Lấy tình cảnh của ta bây giờ, ngươi muốn chạy trốn, ta không giết được ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn chiến đấu thì ngươi nhất định sẽ chết, ngươi có tin không? Ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng ngươi còn mạnh hơn kiếm tú đã lĩnh ngộ kiếm ý. Ngươi cũng không phải là ba kiếm khách của cổ kiếm trai. Ngươi, cuối cùng là ai? Nữ tử bóng đen trầm giọng nói. Dương Diệp dừng bước, nói. Ta cho người biết ta là ai, thanh đạo môn người sẽ ngừng tay sao? Không có khả năng. Nữ tử bóng đen nói. Người đã quan tài chặn đường, cho dù kiếm chủ cổ kiếm trai của người đứng ra, chuyện này cũng không thể chấm dứt được. Chính vì vậy ta mới rất tò mò, không biết người rốt cuộc có tự tin gì mà dám đá quan tài chặn đường của thanh đạo môn ta. Hãy tin ta, cho dù là ba kiếm khách cổ kiếm trai của ngươi cũng không dám làm vậy. Không đá, chẳng lẽ muốn bản thân ta đi vào nằm sao? Dương Diệp nói. Ngươi giỏi lắm. Nữ tử bóng đen trầm giọng nói. Ngươi giỏi hơn rất nhiều nam nhân ta đã gặp, ta đánh không lại ngươi, cũng không lãng phí thời gian với ngươi. Nhưng không sao, cường giả thanh đạo môn ta đã tới đây rồi. Ngươi yên tâm, hai người liễu sát đều chết khi đang một đấu một với ngươi. Cho nên, thanh đạo môn ta cũng sẽ không lấy nhiều khinh ít. Thanh đạo môn ta muốn người đời biết được, đệ tử thanh đạo môn ta sẽ không yếu hơn đệ tử của cổ kiếm trai. Nghe vậy, Dương Diệp vui mừng, nói. Không hổ danh là thanh đạo môn, tác phong này của các ngươi làm ta kính phục. Thật ra, hắn đã từng nghĩ, nếu như thanh đạo môn thật sự cùng xông lên, hắn ngoài đánh thức hai con rắn nhỏ ra, căn bản không có cách nào. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tự nhiên vì mặt mũi mà không định lấy nhiều địch ít. Không thể nghi ngờ, đây là chuyện tốt đối với hắn. Một đấu một, đặc biệt trong cùng cấp, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Nếu như cổ kiếm trai không ra tay, ngươi chắc chắn phải chết, nếu như cổ kiếm trai của ngươi ra tay, vậy đại biểu cổ kiếm trai muốn đi tuyên chiến với thanh đạo môn ta. Khi đó, sẽ không phải chỉ có một mình ngươi phải chết. Nữ tử bóng đen nói xong thì người khẽ run lên, sau đó lập tức biến mất. Dương Diệp xoay người trở lại trên vân câu, nói. Tốc độ nhanh hơn. Hắn biết, người của thanh đạo môn tiếp theo chắc chắn đều là cường giả. Nếu như hắn chỉ có một mình, hắn tất nhiên không sợ, nhưng hắn còn dẫn theo Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Hắn phải mau chóng đưa hai tỷ muội bọn họ đến nơi an toàn. Phạm Ly cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nên không nói nhiều, sau khi ném ra một khối đá năng lượng siêu phẩm đút cho thiên ngựa ăn, vân câu lại khởi hành. Lần này, Dương Diệp không bước vào bên trong buồng xe, mà nhảy tới trần xe. Cùng lúc đó, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Rất nhanh, ba người bước vào sơn mạch Thanh Nguyên. T. Đột nhiên, thiên ngựa ngửa đầu hí lên một tiếng, sau đó giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, bắt đầu điên cuồng nhảy loạn. Gương mặt Phạm Ly cùng Phạm Mộng biến đổi, đồng thời nhìn về phía Dương Diệp. Thân hình hắn thoáng động và rơi vào trên lưng của thiên mã. Tay phải đặt vào trên lưng nó và truyền một tia huyền khí. Con thiên mã lập tức bình tĩnh lại. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, tất cả mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Phạm Ly cùng Phạm Mộng quá khiếp sợ, các nàng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng phía xa, hai tỷ muội bị dọa cho mặt cắt không còn chút máu nào. Cách ba người Dương Diệp không xa có một vạn con thiên mã đang điên cuồng lao về phía ba người Dương Diệp. Một vạn con thiên mã cùng chạy như điên, đó là cảnh tượng khủng khiếp tới mức nào. Không nói gì khác, chính là khí thế kia cũng đủ để làm cho một huyền giả cảnh giới tôn giả phải khiếp sợ. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, hắn cầm kiếm đi về phía những con thiên mã kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng cùng Phạm Ly quá khiếp sợ, Phạm Mộng muốn đi tiến lên lại bị Phạm Ly giữ chặt, nói. Đừng, muội đừng đi, chúng ta đi chỉ làm liên lụy tới hắn mà thôi. Khoảng cách giữa Dương Diệp cùng vạn con thiên mã càng lúc càng gần. Còn chưa đến mấy chục trượng. Đột nhiên, Dương Diệp lập tức biến mất. Gào. Vào giây phút đó Dương Diệp biến mất, hơn 10 con thiên mã trực tiếp bị biến thành hai nửa. Phạm Mộng cùng Phạm Ly chú ý nhìn, chỉ thấy hắn đã xông vào trong đàn thiên mã kia.
Vèo vèo vèo. Ba đường kiếm quang hiện lên giữa đàn thiên mã. Tiếp theo, hơn 1000 con thiên mã ngã xuống. Dương Diệp không dừng lại, kiếm trong tay đã rời khỏi bàn tay hắn, hóa thành từng kiếm quang không ngừng lóe ra, mỗi lần ánh kiếm chớp động xẹt qua, đều sẽ lấy đầu của hơn 10 con thiên mã đầu. Dương Diệp dùng hai tay không vung vẩy không ngừng trong đàn thiên mã, mỗi lần hắn vung lên đều sẽ làm cho hơn 10 con thiên mã hóa thành một bãi thịt nát. Tàn sát, thật sự là tàn sát. Phạm Mộng cùng Phạm Ly nhìn thấy cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Phải biết rằng, mấy con thiên mã đó đều là tôn cấp đấy. Nhưng ở trong tay Dương Diệp, chúng thậm chí không có sức đánh trả. Cho dù tính tình của thiên mã rất ôn hòa, lực chiến đấu cũng không mạnh, nhưng đây chính là hơn vạn con. Nhân loại dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên trong không trung. Tiếp theo, một nam tử trung niên xuất hiện. Những con thiên mã kia lập tức ngừng bao vây tấn công Dương Diệp, tất cả chạy tới phía sau nam tử trung niên. Dương Diệp thu lại nắm đấm và xoay người nhìn về phía nam tử trung niên, nói. Ngươi chính là yêu tướng của dãy núi này. Ta tự nhận mình không có ân oán gì với ngươi, chỉ đi ngang qua, vì sao ngươi muốn bao vây tấn công ta? Nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta đánh nổ đầu của ngươi. Lúc trước, vạn con thiên mã này lao nhanh tới, rõ ràng chính là muốn đưa ba người bọn họ vào chỗ chết. Nếu như không phải bản thân hắn không khiếp sợ trước khí thế của vạn con thiên mã này, ba người bọn họ nhất định sẽ bị dẫm đạp mà chết. Bởi vậy, Dương Diệp này mới tức giận. Làm càn. Nam tử trung niên kia chỉ vào Dương Diệp và tức giận nói. Một cảnh giới tôn giả nho nhỏ mà cũng dám ở trước mặt ta. Không nói chuyện đàng hoàng, vậy ngươi vẫn đi tìm chết cho lão tử. Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời nam tử trung niên nói. Người đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia với tốc độ rất nhanh. Nam tử trung niên kia còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Dương Diệp nắm lấy cổ. Dừng tay, nhân loại, nếu ngươi dám giết hắn, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ba người các ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, lại một tiếng gầm thét giận dữ vang lên ở trong không trung. Ta giết cho ngươi xem. Trong mắt Dương Diệp có vẻ dữ tợn, tay phải chợt dùng sức. Rắc rắc. Cổ của nam tử trung niên kia trực tiếp bị vặn gãy. T. Vạn ngựa đều hí. Nhân loại người tự tìm chết. Theo một tiếng gầm thét giận dữ vang lên, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một quyền đánh về phía đầu hắn. Dương Diệp không lựa chọn né tránh, cũng đánh ra một quyền. Âm. Nắm đấm va chạm vào nhau làm một tiếng nổ vang lên, không gian xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, hai người đều lùi lại mấy chục bước. Trong mắt lão già kia có vẻ kinh hãi, hắn không ngờ mình lại bị một nhân loại cảnh giới tôn giả lấy lực lượng thân thể đẩy lui, phải biết rằng hắn chính là hoàng đi cấp thượng phẩm. Người! Lão già muốn nói gì đó, Dương Diệp đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đánh một quyền về phía hắc. Lão già thầm kinh ngạc, nhưng phần nhiều lại là phẫn nộ, hắn cũng không hề né tránh, đánh một quyền về phía Dương Diệp. Ầm! Tiếng nổ vang giống như sấm mùa xuân vang lên. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc đã lập tức tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã xông lên, sau đó nắm đấm lại đánh tới. Ầm ầm. Trong từng tiếng động nặng nề vang lên, mặc dù Dương Diệp cùng lão già giao đấu chỉ khoảng hơn 10 hơi thở, nhưng nắm đấm của hai người lại va chạm vào nhau hơn 100 lần. Ngay từ lúc đầu, hai người không phân cao thấp, nhưng chẳng bao lâu lão già dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì Dương Diệp áp dụng cứng đấu cứng với hắn. Sau khi Dương Diệp cứng đấu cứng với lão già kinh hãi phát hiện, mỗi lần mình tấn công, Dương Diệp dường như đã sớm biết trước, bởi vậy mới bị nắm đấm của Dương Diệp đánh trúng nhiều lần. Cũng may phòng ngự cơ thể của lão già mạnh mẽ, cứng rắn chịu được, nhưng vẫn bị áp chế chặt. Giết chết hắn. Đúng lúc này, lão già đột nhiên giận dữ gầm thét lên, những thiên mã xung quanh đều xông về phía Dương Diệp. Chỉ dựa vào ngươi sao? Dương Diệp cười lạnh. Cơ thể lao tới gần lão già, sau đó đánh ra một quyền. Trong lòng lão già khiếp sợ, vội vàng dùng một quyền nghênh đón. Mà vào lúc này, Dương Diệp lộ vẻ hung ác, có tia sáng lạnh chợt lóe lên trên đầu nắm tay hắn. Sau đó, vù, nắm đấm của lão già kia trực tiếp bay ra ngoài. A, lão già hét thảm một tiếng. Vào giờ phút này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt của hắn, sau đó có một thanh đoản kiếm nằm ngang trên cổ họng của hắn. Những con thiên mã lập tức dừng lại, không dám xông lên nữa. Nhân loại, ngươi dám giở thủ đoạn.
Lão già giận dữ gầm thét lên, nhưng không dám động, sợ hắn sẽ cắt đứt cổ họng của mình. Giở thủ đoạn. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ngươi cho nhiều ngựa bao vây tấn công ta như vậy, còn không biết xấu hổ nói ta giở thủ đoạn với ngươi sao? Ngươi! Lão già muốn nói gì đó, nhưng Dương Diệp không thích nói nhảm với hắn, thanh đoản kiếm trực tiếp vung lên, một cánh tay của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Nhân loại, ngươi đáng chết! Lão già giận dữ gầm thét lên. Dương Diệp lại vung tay phải lên, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, một cách tay khác của lão già lại bay ra ngoài. Nhân loại, nhân loại, nhân loại. Lão già không ngừng gào thét lên, nhưng chẳng bao lâu hắn đã không kêu lên được nữa, bởi vì Dương Diệp trực tiếp giữ lấy cổ hắn, sau đó tay phải lại vung lên. Một chân của lão già trực tiếp bay ra ngoài. Lão già trợn tròn hai mắt, bên trong đầy tơ máu, lần này, trong mắt hắn đầy vẻ kinh hãi. Những con thiên mã bên cạnh bị hù dọa cho liên tiếp lui về phía sau. Vào lúc Dương Diệp lại muốn vung tay lên, sâu bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nhân loại, ngươi thắng rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa dãy núi, nói. Ta muốn một câu trả lời. Im lặng một lát, sâu bên trong dãy núi truyền đến âm thanh. Ta nhận được sự nhờ cậy của Thanh Đạo Môn, ngăn cản ngươi ở đây. Suy. Dương Diệp chợt vung đoản kiếm lên, đầu của lão già trực tiếp bay ra ngoài, Dương Diệp nhìn về phía dãy núi và gằn giọng nói. Dãy núi Thanh Nguyên của ngươi tính là thứ gì mà cũng dám tới nhúng tay vào chuyện giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn. Nhân loại, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Giọng nói trong dãy núi trầm xuống. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Diệp cười lạnh, cổ tay thoáng động, một thanh kiếm đã xuất hiện ở trên tay hắn, nói. Không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Được, hôm nay ta ở chỗ của ngươi không đi nữa. Trước khi người Thanh Đạo Môn tới, ngươi xem thử ta có thể giết sạch tất cả yêu thú trong dãy núi Thanh Nguyên này của ngươi hay không? Đương nhiên, ngươi là bán thánh, ngươi cũng có thể ra tay. Chỉ có điều ngươi có dám không? Bây giờ tất cả mọi người cho rằng hắn là đệ tử của cổ kiếm trai, tất nhiên hắn phải kéo tấm da hổ này một cách tốt nhất. Cho dù không có tấm da hổ cổ kiếm trai này, hắn cũng không khiếp sợ yêu soái trong dãy núi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như đồng ý trả giá, vẫn có thể giết chết được bán thánh. Nhân loại, ngươi muốn bắt nạt yêu tộc ta sao? Giọng nói sâu bên trong dãy núi lộ ra sát ý. Yêu tộc, ngươi có thể đại biểu cho yêu tộc của ngươi sao? Là yêu tộc bảo ngươi tới nhúng tay vào chuyện giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn hả? Hay là ngươi cảm thấy cổ kiếm trai ta dễ bắt nạt? Dương Diệp nói xong, trường kiếm trong tay đã vung lên, kiếm quang chiếu nghiêng xuống, hơn 100 con thiên mã trước mặt hắn đã trực tiếp ngã xuống. Làm càn! Bên trong dãy núi truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, chộp về phía Dương Diệp. Ngươi mới làm càn! Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong không trung, sau đó, một đường kim quang nhanh chóng hiện ra trước mặt Dương Diệp, đâm vào trên bàn tay khổng lồ kia. Và một tiếng, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cổ kiếm trai! Bên trong dãy núi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi. Dương Diệp cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn không phát ra đường kiếm khí kia, mà có người xé rách không gian, truyền tông đường kiếm khí tới nơi này. Khi kiếm ý của hắn từng là thiên cấp tầng 3 thì có thể làm được như vậy, nhưng hắn bây giờ còn xa mới làm được. Đối phương ít nhất phải là kiếm tu bán thánh cao cấp. Ngươi chính là đệ tử được cổ lão quái thu gần đây sao? Không tệ, không tệ, con mắt quan sát của lão già kia thật sự không tệ. Sư phụ của ngươi đang bế quan rèn kiếm, tạm thời không có cách nào để ý tới ngươi được. Cho dù chúng ta không biết vì sao ngươi muốn phát sinh xung đột cùng Thanh Đạo Môn, nhưng ngươi yên tâm, đây là chuyện giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn, nếu có thế lực thứ ba dám nhúng tay, cổ kiếm trai ta nhất định sẽ chém không tha. Tiểu tử, chỉ cần ngươi còn sống đi tới cổ kiếm trai ta nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Một giọng nói từ bên trong khe nứt không gian này truyền đến, chẳng bao lâu khe nứt không gian khép lại. Dương Diệp đã hiểu rõ, cổ kiếm trai nhất định đã xem hắn trở thành đệ tử của cổ chân nhân, bởi vậy mới có thể ra tay bảo vệ hắn. Mà hắn muốn sống thì nhất định phải trở lại cổ kiếm trai. Vì sao? Dương Diệp thật ra cũng hiểu rõ, lúc này đã không đơn thuần là chuyện giữa hắn cùng với Thanh Đạo Môn nữa, mà là chuyện giữa cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn.
hắn sống hay chết có liên quan đến mặt mũi của Thanh Đạo Môn cùng Cổ Kiếm Trai. Nếu như hắn còn sống trở lại Cổ Kiếm Trai, chứng minh thế hệ trẻ của Thanh Đạo Môn không bằng Cổ Kiếm Trai, Cổ Kiếm Trai có mặt mũi, Thanh Đạo Môn bị đánh vào mặt. Mà một khi hắn chết ở trong tay đệ tử của Thanh Đạo Môn, vậy tất nhiên Cổ Kiếm Trai mất mặt. Có thể nói, bây giờ là cuộc tranh đấu giữa Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn, hắn lại trở thành điểm mấu chốt của trận đấu này. Lúc trước, cường giả Cổ Kiếm Trai nói rất rõ ràng, hắn muốn sống thì nhất định phải trở lại Cổ Kiếm Trai, phải tranh thể diện cho Cổ Kiếm Trai. Đây là một con đường sống, nhưng con đường này cũng không dễ đi, bởi vì dưới tình huống như vậy, Thanh Đạo Môn nhất định sẽ điều động thiên tài siêu cấp trong môn. Ngoại trừ phiền toái này, còn có một phiền phức lớn siêu cấp nữa, đó chính là hắn căn bản không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nếu người của Cổ Kiếm Trai biết ta giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai, không biết sẽ có biểu tình gì. Dương Diệp cười gượng và không suy nghĩ nữa. Lúc này hắn căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì bản thân hắn muốn đi tới Cổ Kiếm Trai tìm Lục Uyển Nhi. Dương Diệp nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, sau đó đi về phía dãy núi. Nhân loại, người rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy Dương Diệp hình như không định từ bỏ ý định, cường giả yêu soái trong dãy núi nói với vẻ tức giận, nhưng phần nhiều là khiếp sợ. Không phải ngươi muốn giữ ta lại sao? Bây giờ ta ở lại, không phải đúng ý của ngươi sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Im lặng một lát, trong dãy núi truyền đến giọng nói yêu soái này. Nếu ngươi là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, chúng ta tất nhiên sẽ không ngăn ngươi, ngươi có thể đi. Ngươi nói đi là đi sao? Dương Diệp chợt đạp chân phải xuống đất làm mặt đất chấn động mạnh. Ngày hôm nay nếu như ngươi không làm cho ta hài lòng, ta sẽ không đi. Nhân loại, yêu tộc ta không dễ bắt nạt đâu. Yêu soái trầm giọng nói. Là ngươi bắt nạt Cổ Kiếm Trai ta trước. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, lao vào trong đám thiên mã kia, sau đó trường kiếm nhanh vung, kiếm quang hiện lên khiến một con thiên mã trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nhân loại, ngươi dừng tay cho ta. Trong dãy núi vang lên tiếng gầm gừ của yêu soái này. Nhưng Dương Diệp hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng tay, lại thêm mấy trăm con thiên mã ngã xuống. 100 nội đan yêu thú tôn cấp. Sâu bên trong dãy núi truyền đến giọng nói của yêu thú. Dương Diệp ngừng lại, nói. Ngươi đuổi ăn mày à? 100 nội đan yêu thú hoàng cấp, nếu không ta sẽ tự mình tới lấy. 100 cái. Yêu soái chán nản nói. Ngươi cho rằng đó là hòn đá à? Nhân loại, ta cho ngươi biết, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi chỉ cần nói cho hay không? Dương Diệp nói. 10 cái là cực hạn của ta. Yêu soái trầm giọng nói. 50. Dương Diệp nói. 20. Giọng nói của yêu soái có chút run rẩy. Nếu ngươi không muốn, vậy ngươi cứ giết đi, ngươi có thể giết bao nhiêu thì giết. 20 nội đan yêu thú hoàng cấp, thêm 100 nội đan yêu thú tôn cấp. Ngươi muốn cò kè mặc cả nữa, ta sẽ lập tức giết cho ngươi xem. Dương Diệp nói. Yêu soái im lặng. Vèo. Một đường kiếm khí chợt lóe lên, lại mấy chục con thiên mã phơi thây. Ngươi cho hay không? Thanh kiếm trong tay Dương Diệp run rẩy kịch liệt, kiếm quang không ngừng lóe lên. Nhân loại, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Theo giọng nói của yêu soái vừa dứt, 20 nội đan yêu thú hoàng cấp cùng 100 nội đan yêu thú tôn cấp đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhớ kỹ à? Dương Diệp cười lạnh, nói. Ngươi yên tâm, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Nói xong, Dương Diệp thu tất cả nội đan của yêu thú trước mặt vào, sau đó xoay người trở lại trên vân câu. Thấy hai tỷ muội Phạm Ly nhìn hắn không hề chớp mắt, Dương Diệp mỉm cười, trên mặt đã không còn vẻ hung dữ trước đó nữa. Sao nhìn ta như vậy? Có phải cảm thấy ta đặc biệt lợi hại không? Phạm Mộng vội vàng gật đầu, Phạm Ly cũng khẽ gật đầu. Cảnh tượng Dương Diệp tàn sát bầy ngựa, giết chết hai vị yêu tướng, còn uy hiếp yêu soái kia làm cho hai tỷ muội Phạm Ly đặc biệt chấn động. Giờ phút này ở trong lòng các nàng, Dương Diệp càng thêm thần bí. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, khóe miệng cười gượng có phần cay đắng, thầm nghĩ. Buồn cười cho ta trước đây còn đối xử với hắn như vậy. Nếu không phải bởi vì Tiểu Mộng, lấy thủ đoạn của hắn, sợ rằng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nàng không hề biết gì về quá khứ của Dương Diệp, nhưng trong khoảng thời gian đi chung, nàng biết, Dương Diệp tuyệt đối là một người có thủ đoạn độc ác,
đặc biệt là khi đối với kẻ địch. Cho nên, lúc này trong lòng nàng thật sự cảm thấy may mắn, bởi vì nếu như không phải Dương Diệp có thiện cảm với Phạm Mộng, đừng nói nàng, có lẽ Phạm Mộng cũng sẽ bị nàng liên lụy. Bên trong buồng xe, Dương Diệp lấy ra 20 nội đan yêu thú hoàng cấp còn có 100 nội đan yêu thú tôn cấp. Trong một viên nội đan yêu thú hoàng cấp ẩn chứa năng lượng tinh thuần, tương đương với 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, nội đan yêu thú tôn cấp lại tương đương với khoảng 1.000 viên. Tuy nhiên, giá trị của bọn chúng lại không chỉ có vậy. Ví dụ như muốn mua một viên nội đan yêu thú hoàng cấp, ít nhất cần tốn 1.000.000 viên đá năng lượng siêu phẩm trở lên, hơn nữa còn có tiền cũng không mua được. Phạm Ly nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thu chúng vào. Nội đan của yêu thú không thể so đá năng lượng, cứ hấp thu như vậy thì thật sự có hơi lãng phí. Hơn nữa hắn cũng không muốn nuốt sống nội đan yêu thú. Thứ này không thể không có mùi giống như đá năng lượng. Nội đan yêu thú này có mùi rất nồng, hắn không muốn tự ngược. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bây giờ hắn tạm thời bỏ qua việc trùng kích cảnh giới hoàng giả. Theo như lời của nữ tử bóng đen kia, Thanh đạo môn muốn tìm lại mặt mũi thì sẽ không phái ra người cảnh giới cao hơn hắn tới. Nói cách khác, bây giờ người tìm tới hắn sẽ chỉ là huyền giả cảnh giới tôn giả. Mà nếu quả hắn đạt được cảnh giới hoàng giả, người của thanh đạo môn tới sẽ là cường giả cảnh giới hoàng giả. Hắn tăng lên tới cảnh giới hoàng giả, thực lực sẽ tăng lên, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì cuối cùng hắn vẫn không thể sử dụng huyền khí quá độ. Bởi vậy, hắn quyết định nâng cao thân thể của mình trước, khôi phục thân thể của mình tới cấp bán thánh. Dù sao, đối thủ có cảnh giới tôn giả vẫn dễ đối phó hơn đối thủ cảnh giới hoàng giả. Không phải hắn sợ huyền giả cảnh giới hoàng giả của thanh đạo môn, mà hắn biết rõ mục đích của mình, đó chính là đưa hai tỷ muội Phạm Mộng đến nơi an toàn, sau đó gặp Lục Uyển Nhi. Dương Diệp lấy ra 5.000 cái đá năng lượng siêu phẩm và bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hai tỷ muội Phạm Ly cùng Phạm Mộng đang ngồi bên ngoài thùng xe. Tỷ nói Phạm gia có sao không? Phạm Mộng ôm cánh tay của Phạm Ly, khẽ hỏi. Phạm Ly nhìn về phía xa, đó là hướng của Phạm gia. Cho dù hai tỷ muội bọn họ bị Phạm gia lợi dụng và vứt bỏ, nhưng dù sao đó cũng là nhà của các nàng làm sao có khả năng nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Nhưng Phạm Ly không phải là loại người không quyết đoán, chẳng bao lâu nàng đã thu lại suy nghĩ của mình, sau đó nói. Trước đây ta cảm thấy gia gia bọn họ thật sự có ý để cho hai tỷ muội chúng ta nắm giữ Phạm gia, nhưng chuyện đã xảy ra trước đó làm cho ta hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn sở dĩ để ta nắm giữ Phạm gia vì nhìn chúng năng lực quản lý của ta, mà một khi ta có giá trị lợi dụng lớn hơn nữa, hắn sẽ hoàn toàn không do dự ném ta với muội ra ngoài. Nói chung, sau này Phạm gia không phải là nhà của tỷ muội chúng ta nữa. Phạm Mộng im lặng rất lâu, sau đó nói. Tỷ. Vậy sau này chúng ta sẽ đi đâu? Phạm Ly khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói. Thiên phú kiếm đạo của muội thật sự không tệ, trước kia là không có ai chỉ dẫn nên mới bị mai một, cho nên muội nhất định phải cố gắng, sau này gia nhập cổ kiếm trai. Chỉ có vậy, ta mới có thể yên tâm được. Phạm Mộng do dự một hồi, sau đó nói. Tỷ, nếu không chúng ta đi theo Dương Diệp được không? Phạm Ly lắc đầu, nói. Tiểu Mộng. Sau này không nên có suy nghĩ như vậy nữa. Vì sao? Phạm Mộng không hiểu nói. Chúng ta chỉ có thể là một khách qua đường trong cuộc sống của hắn mà thôi. Phạm Ly khẽ nói, thật ra, nàng biết rất rõ ràng, không phải có thể, mà là nhất định. Nàng nhìn ra được Dương Diệp tuyệt đối không có tình cảm nam nữ với Phạm Mộng, có chỉ là tình cảm ca ca đối với muội muội. Nhưng điều này cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng không muốn Phạm Mộng theo Dương Diệp. Người này quá nguy hiểm, hơn nữa, nàng cũng không thấy muội muội mình có thể giữ được Dương Diệp. Dương Diệp ngươi như thế, nếu không chết thì nhất định sẽ bay lên 9 tầng trời. Khách qua đường. Phạm Mộng hiểu rõ ý của tỷ tỷ mình. Rất lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình, nói. Ta không muốn trở thành khách qua đường trong cuộc sống của hắn. Vậy muội phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Phạm Ly nói. Phạm Mộng khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định. Vào đêm rất yên tĩnh, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, dãy núi bị phủ thêm một tầng sương mỏng. Vân Câu dừng lại. Tỷ, sao yên tĩnh như vậy chứ? Phạm Mộng quan sát xung quanh, lúc này các nàng ở trong một khu rừng rậm, cây to rậm rạp, ánh trăng chỉ có thể xuyên qua khẽ lá,
bởi vậy tầm nhìn của bọn họ rất kém, chỉ có thể nhìn thấy được một cảnh tượng mơ hồ đại khái. Qua rừng rậm này thì chúng ta lại có thể đến được Thiên Cương Thành, xem ra có người không muốn chúng ta tiến vào Thiên Cương Thành. Phạm Ly nói, nghe nói có đệ tử của cổ kiếm trai đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn. Chúng ta rất tò mò, cho nên mới đặc biệt chạy tới đây xem thử. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong khu rừng yên tĩnh này. Tiếp theo, có hai người thanh niên cùng một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của hai tỷ muội Phạm Mộng. Ở trước ngực ba người này đều thêu một chữ, thư, nho nhỏ. Thư viện Vân Hải. Phạm Ly kinh ngạc kêu lên. Nàng không nghĩ tới ba người trước mắt này lại là người của Thư viện Vân Hải. Khi nhìn thấy hai tỷ muội Phạm Mộng, ánh mắt của người thanh niên dẫn đầu này lập tức sáng lên, nói. Cha cha, thật không ngờ ở địa phương hẻo lánh này thậm chí có tới hai nữ tử xinh đẹp như tiên thế này. Nói xong, hắn đi về phía trước một bước, thi lễ với Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Tại hạ là Lâm Thư Hải, học sinh của Thư viện Vân Hải, ra mắt hai vị tiên tử. Tiên tử thì không dám nhận. Phạm Ly không dám khinh thường, nàng lập tức cùng Phạm Mộng xuống khỏi vân câu, sau đó đáp lễ, nói. Phạm Ly cùng xá muội ra mắt Lâm công tử. Phạm Ly. Lâm Thư Hải liếc mắt nhìn Phạm Ly cùng Phạm Mộng, sau đó cười híp mắt nói. Tên rất hay, không biết Phạm cô nương cùng với Dương Diệp bên trong buồng xe có quan hệ như thế nào? Phạm Ly nhíu mày, câu hỏi này có chút không thích hợp. Nhìn thấy Phạm Ly nhíu mày, Lâm Thư Hải vội vàng nói. Phạm cô nương đừng hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý gì khác. Nhưng cô nương cũng biết, bây giờ quan hệ giữa Dương Diệp cùng Thanh Đạo Môn chính là không chết không dừng, nếu như hai vị cô nương tiếp tục đi theo hắn, nhất định sẽ bị hắn liên lụy. Không bằng như vậy, hai vị cô nương rời đi cùng chúng ta. Phạm cô nương yên tâm, có Lâm Thư Hải ta ở đây, nhất định bảo vệ cho hai cô nương được an toàn. Phạm Ly muốn nói, Phạm Mộng đã đột nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta là nữ nhân của Dương Diệp. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng hơi đỏ lên. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng không ngốc, ánh mắt nam nhân trước mắt này nhìn nàng làm cho nàng rất khó chịu, tất nhiên, nàng cũng biết đối phương có ý gì. Phạm Ly liếc nhìn Phạm Mộng và khẽ lắc đầu một cái, nhưng không bác bỏ. Phạm Mộng nhìn ra được, nàng tất nhiên cũng nhìn ra được mục đích của Lâm Thư Hải. Chỉ có điều đối phương là người của Thư viện Vân Hải, nàng cũng không muốn đắc tội đối phương. Nghe thấy Phạm Mộng nói vậy, vẻ mặt Lâm Thư Hải cứng đờ, nam tử bên cạnh hắn lại phá lên cười. Thư Hải, hóa ra người ta đã là nữ nhân của người khác, còn chưa bắt đầu thì ngươi đã thua rồi, ha ha. Đỗ Tu Nhai, chúng ta đánh cược là các nàng có thể trở thành nữ nhân của ta hay không, các nàng có phải là nữ nhân của người khác hay không cũng không có vấn đề gì. Lâm Thư Hải khẽ nói. Vậy ngươi tiếp tục đi, ngươi tiếp tục đi, để cho ta xem thử bản lĩnh sát thủ nữ nhân trong học viện của ngươi thế nào. Nam tử tên là Đỗ Tu Nhai cười to nói. Chúng ta tới đây cũng không phải để tán nữ nhân. Lúc này, nữ tử bên cạnh bỗng nhiên nói. Chờ học trưởng Tiêu Vũ tới giải quyết Dương Diệp này, không phải hai người muốn chơi hai nữ nhân này thế nào cũng được à. Khinh Âm nói đúng, ha ha. Lâm Thư Hải mỉm cười, nhìn về phía hai tỷ muội Phạm Ly nói. Hai vị, ta tương đối thương tiếc hoa, chỉ cần bây giờ hai vị bằng lòng bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta bảo đảm nhất định sẽ cho hai vị một con đường sống. Nếu như hai vị cố ý muốn đi theo Dương Diệp này, hì hì, chờ Dương Diệp này bỏ mạng, lấy thủ đoạn của Thanh Đạo Môn thì nửa đời sau của hai vị có lẽ sẽ rất thê thảm đấy. Trên trời có đức hiếu sinh. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Ngươi. Các ngươi tốt nhất là đi mau đi, nếu không đầu của các ngươi sẽ phải dọn nhà đấy. Nàng phát hiện ra, mỗi lần Dương Diệp giết người đều thích làm cho đầu của người ta dọn nhà. Đầu dọn nhà. Lâm Thư Hải phá lên cười. Nếu như không phải học trưởng Tiêu Vũ đã căn dặn, hắn muốn đích thân lấy đầu của Dương Diệp, bây giờ ta đã giết hắn rồi. Phạm Mộng còn muốn nói gì nữa, nhưng Phạm Ly đã kéo tay của nàng, sau đó lắc đầu. Những người này không chứng kiến qua sự đáng sợ của Dương Diệp, không quan tâm nàng nói thế nào, bọn họ đều sẽ không tin. Hay là giải quyết hai nữ nhân này trước? Đỗ Tu Nhai bỗng nhiên nói. Cho dù Tiêu Vũ sư huynh bảo chúng ta đừng động vào Dương Diệp, nhưng không bảo chúng ta không được động tới hai nữ nhân này. Thành thật mà nói, ta đã nửa tháng không động tới nữ nhân, lão tử cảm thấy đói khát khó nhịn được.
đúng là hợp với ý ta, ha ha. Lâm Thư Hải nói xong, cơ thể thoáng di chuyển và lập tức đi tới trước mặt Phạm Ly cùng Phạm Mộng, hai tay chộp về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Ầm, một tiếng động khẽ vang lên, một bóng người bay ra ngoài và vừa vặn rơi vào trước mặt Lâm Thư Hải cùng Khinh Âm. Đỗ Tu Nhai cùng nữ tử Khinh Âm trực tiếp sửng sốt. Bởi vì mặc dù Lâm Thư Hải ở trước mặt bọn họ không chết, nhưng còn khủng khiếp hơn cả chết, chỉ thấy bụng của hắn đã vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, trong miệng còn không ngừng phun ra ngũ tạng vỡ nát. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy có một bóng đen hiện lên, sau đó hai người lại cảm thấy cổ mình căng ra. Dương Diệp dừng tay. Đúng lúc này, trong không gian phía xa đột nhiên chấn động. Sau đó, một nam tử trung niên đi ra khỏi không gian kia. Dương Diệp, chuyện này là do bọn họ không đúng, nhúng tay loạn vào chuyện giữa cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn, ngươi giao bọn họ cho ta, ta đưa bọn họ về thư viện Vân Hải, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Một mạng, một vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên và khẽ nói. Nghe vậy, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, nói. Ta là giáo viên của thư viện Vân Hải, ta. Cho hay không cho? Dương Diệp trực tiếp cắt ngang lời nam tử trung niên nói. Đừng uy hiếp gì ta, quan tài chặn đường thanh đạo môn mà ta còn dám đá thì không có gì là ta không dám làm cả. Dương Diệp, người có biết người đang làm gì không? Nam tử trung niên lộ vẻ thâm trầm nói. Rắc rắc. Đột nhiên, một tiếng xương gãy vang lên trong không trung. Tay trái của Dương Diệp thả lỏng, cơ thể Đỗ Tu Nhai trực tiếp rơi trên mặt đất, đầu hắn còn đang ở trên tay của Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Bây giờ, một mạng, hai vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Cho, hay không cho? Ta cho. Nam tử trung niên còn chưa lên tiếng, nữ tử Dương Diệp trong tay đã khàn giọng nói. Ánh mắt Dương Diệp nhìn nữ tử trước mắt, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Vẫn là người thức thời. Nữ tử hoảng sợ nhìn Dương Diệp, trong lòng muốn suy sụp. Bởi vì bản thân nàng là cảnh giới tôn giả, cùng cảnh giới với Dương Diệp trước mắt này. Nhưng nàng lại phát hiện ra, mình thậm chí không có sức đánh trả. Nhận lấy nhẫn chứa đồ trong tay nữ tử, Dương Diệp buông tay ra. Nữ tử kia lập tức tê liệt, ngã trên mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt Lâm Thư Hải còn chưa chết. Lúc này Lâm Thư Hải đang nhìn Dương Diệp, tuy nhiên trong mắt hắn cũng đầy vẻ hoảng sợ. Một vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta đưa. Đúng lúc này, nam tử trung niên kia trầm giọng nói. Cái mạng này, ta không bán. Nói xong, Dương Diệp chợt đá vào bụng của Lâm Thư Hải, người sau trực tiếp bay ra xa nghìn trượng. Ngươi tự tìm chết. Một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể của nam tử trung niên kia, sau đó bao phủ về phía Dương Diệp. Ngươi chỉ là một cảnh giới hoàng giả, có gì kiêu ngạo chứ? Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia, sau đó hắn đã cảm giác cổ họng mình bị nắm lấy. Ngươi! Trong mắt nam tử trung niên cũng lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, mình làm cường giả cảnh giới hoàng giả trung phẩm, nhưng ở trong tay Dương Diệp này cũng không có sức đánh trả như vậy. Đúng lúc này, chỗ không gian phía xa đột nhiên chấn động mạnh, tiếp theo có một lão già mặc áo bào trắng xuất hiện. Cường giả bán thánh, hơn nữa còn là cường giả bán thánh cao cấp. Lão già quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Trước đó cổ lão quái đi khắp nơi nói khoác mình thu được một hạt giống tốt, ta vốn còn tưởng rằng hắn đang khoác lác, hiện tại xem ra hắn đúng là thu được một hạt giống tốt. Tiền bối quen biết với gia sư sao? Dương Diệp biết rất rõ, bây giờ hắn không muốn kéo tấm da hổ cổ kiếm trai này cũng không phải kéo. Tất nhiên, lão già nói. Dương Diệp thả nam tử trung niên kia ra, nói. Dù thế nào ta cũng phải nể mặt tiền bối. Vẫn mong tiền bối trở lại cố gắng nhắc nhở người thế hệ trẻ trong thư viện Vân Hải, bọn họ muốn tới tìm ta gây phiền phức cũng được, nhưng tốt nhất nên mang nhiều đá năng lượng một chút, nếu không, ta sợ bọn họ tới thì không thể quay về được. Ngươi quả nhiên rất kiêu ngạo. Lão già nói, nếu ngươi không chết, hãy tới thư viện Vân Hải ta một chuyến. Chúng ta sẽ cho ngươi biết, thế giới này có cái gọi là trên người có người, trên trời có trời. Ta nhất định sẽ đi để mở rộng kiến thức. Dương Diệp nói, thư viện Vân Hải ta chờ ngươi. Lão già nói xong thì vung tay phải lên, hắn cùng nam tử trung niên và nữ tử kia lập tức biến mất. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đúng lúc này,
nữ tử bóng đen kia xuất hiện. Ngươi trở lại nói cho người thanh đạo môn của ngươi biết, muốn tới giết ta thì phải phái người lợi hại một chút, đừng tìm mấy kẻ rác rưởi tới lãng phí thời gian của ta. Còn nữa, người tới thì tốt nhất nên mang theo nhiều đá năng lượng một chút. Ta, rất nghèo. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía Vân Câu. Nhìn ba người Dương Diệp cưỡi Vân Câu rời đi, nữ tử bóng đen kia đứng rất lâu mới rời đi. Dương Diệp, ngươi còn là cảnh giới tôn giả thượng phẩm, nhưng vì sao ta có cảm giác ngươi lợi hại hơn rất nhiều vậy? Trên Vân Câu, Phạm Mộng ôm cánh tay Dương Diệp, khẽ hỏi. Dương Diệp mỉm cười, hắn tất nhiên là lợi hại rất nhiều rồi. Sau khi thiêu đốt gần 20.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, cuối cùng hắn đã khôi phục cơ thể mình tới tình trạng cấp bán thánh. Bây giờ hắn đã là cảnh giới tôn giả, cơ thể cấp bán thánh. Bây giờ, chỉ cần vấn đề kinh mạch có thể giải quyết được, hắn sẽ lại tàn sát bán thánh giống như tàn sát chó. Chúng ta đến nơi rồi. Đúng lúc này, Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía trước, chỉ thấy một tòa thành lớn giống như yêu thú khổng lồ ngủ say đang sừng sững ở cách bọn họ không xa, xung quanh tòa thành lớn này là những dãy núi cao trải dài. Hả? Dương Diệp đột nhiên nhíu mày. Sao vậy? Phạm Ly hỏi. Dương Diệp nói. Thiên Cương Thành còn chưa bị phá, nhưng cũng sắp rồi. Thiên Cương Thành. Lúc này có thể nói Thiên Cương Thành dấu vết bị tàn phá. Tường thành đã bị phá hủy hơn phân nửa, thi thể chất thành núi ở trên và dưới tường thành. Dù có thi thể của yêu thú, nhưng phần nhiều chính là nhân loại. Hai huynh muội Lý Thanh Y cùng Lý Mậu Trinh đứng ở tường thành. Ở trước mặt bọn họ, là một lão già tóc trắng như tuyết. Thanh Y, Mậu Trinh, đợi lát nữa các ngươi xuống địa đạo đi. Lão nhân tóc trắng nói, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Lý Mậu Trinh ho khan vài cái, sau đó cười gượng nói. Ra ra, ngài muốn huynh muội chúng ta cả đời khó lòng yên ổn sao? Ở lại, các ngươi yên lòng, nhưng vô số người trong Thiên Cương Thành chúng ta lại phải chết không nhắm mắt. Lão già buồn bã nói. Mậu Trinh, Thành Y, các ngươi có thiên phú không tệ, đặc biệt là Mậu Trinh. Đáng tiếc Lý Huyền Cơ ta không có năng lực, không có khả năng bảo vệ được ngươi, làm cho ngươi bị người hạ độc, hủy đi tương lai của ngươi, cũng hủy đi sau này của Thiên Cương Thành ta, đáng trách, đáng trách. Cho nên, ta sống sót cũng không có ích lợi gì. Lý Mậu Trinh nói, nếu như ngươi chết, Lý gia ta có thể tuyệt hậu. Lý Huyền Cơ nói, Mậu Trinh, Thành Y, các ngươi không nên cổ hủ nữa. Các ngươi sống sót thì Lý gia ta vẫn có hy vọng, cũng còn có cơ hội báo thù cho chúng ta, nhưng nếu như các ngươi chết, vậy ai sẽ tới báo thù cho Lý gia ta đây? Lý Mậu Trinh im lặng. Lý Huyền Cơ, Thiên Cương Thành hàng, nhưng ta để lại một phần huyết mạch của Lý gia người. Nếu không hàng, ngày phá thành chính là lúc Lý gia người bị tiêu diệt sạch. Đúng lúc này, một lão già mặc áo gai đột nhiên xuất hiện ở trên không trung phía xa, hắn cưỡi một con sói lớn lông đen. Du Thương Bình, người cho rằng Lý Huyền Cơ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý Huyền Cơ lạnh lùng nói. Lấy ân oán giữa Ngự Thú Tông cùng Thiên Cương Thành ta, nếu như Thiên Cương Thành ta hàng, sợ rằng Lý gia ta sẽ bị các người tàn sát sạch chỉ trong khoảnh khắc. Nói nhiều lời vô nghĩa với hắn gì, trực tiếp giết đi. Lúc này, một lão già tóc ngắn xuất hiện ở bên cạnh Du Thương Bình, bên thắt lưng của hắn có treo một thanh đao gãy. Đoạn đao Du Thương Bình. Lý Huyền Cơ nhìn lão già tóc ngắn này và trầm giọng nói. Thiên Cương Thành ta cùng Đoạn Đao Sơn Trang ngươi không có ân oán gì, ta rất tò mò, vì sao Đoạn Đa Đô Sơn Trang ngươi phải nhúng tay vào trong ân oán giữa Thiên Cương Thành ta cùng Ngự Thú Tông? Cái này còn phải hỏi sao? Vân Nhâm Hành lạnh lùng nói. Thiên Cương Thành ngươi nắm giữ 4 linh mạch hạ phẩm, Đoạn Đao Sơn Trang cùng Ngự Thú Tông ta cộng lại cũng chỉ mới có 2 linh mạch. Ngươi nói, chúng ta có thể không đỏ mắt sao? Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thật sự. Nguyên nhân thật sự là có người muốn Thiên Cương Thành của ngươi bị tiêu diệt, ha ha. Thiên Cương Thành ta rốt cuộc đắc tội với ai? Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Ta. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên ở phía chân trời. Một nữ tử đạp trên đầu của một con hắc ưng xuyên qua không trung hiện ra trong mắt của mọi người. Minh Tiểu Thư. Lý Huyền Cơ thoáng biến sắc, bởi vì người đến là nữ nhi của thành chủ Minh Vũ Thành. Minh Vũ Thành lại thế lực cấp hoàng kim. Là ngươi. Nhìn thấy người tới, Lý Mậu Trinh liền nhíu mày lên.
Nữ tử nhìn Lý Mậu Trinh, nói. Lý Mậu Trinh, ngươi không ngờ ta là nữ nhi của thành chủ Minh Vũ Thành sao? Lúc đầu khi ngươi từ chối ta ở trước mặt rất nhiều người, ta đã nói sẽ làm Lý Mậu Trinh ngươi phải trả cái giá mà cả đời này cũng khó có thể chịu đựng được. Bây giờ, ngươi trở thành kẻ tàn phế, người nhà của ngươi cũng sẽ chết sạch vì ngươi, ha ha. Trong mắt nữ tử có vẻ điên cuồng, nhưng phần nhiều lại là phức tạp. Hóa ra tất cả những điều này đều do ngươi gây ra. Hai mắt Lý Mậu Trinh nhắm lại, siết chặt hai nắm tay lên. Có phải ngươi rất hận ta không? Đúng vậy, ta chính là muốn ngươi hận ta muốn ngươi phải hận ta cả đời. Nữ tử gần giọng nói. Giết, ngoại trừ Lý Mậu Trinh, giết tất cả người của Lý gia cho ta. Được rồi. Vân Nhâm Hành cười lạnh và muốn ra tay, đúng lúc này, một chiếc vân câu đột nhiên từ phía xa lao tới. Tự tìm chết. Một đệ tử ngự thú tông lao về phía chiếc vân câu kia. Tuy nhiên hắn còn chưa lao tới chiếc vân câu đã trực tiếp bay ngược ra ngoài, biến thành một bãi thịt nát. Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành thoáng biến sắc, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có phần nghiêm trọng. Bởi vì đệ tử ngự thú tông xông tới chính là một huyền giả cảnh giới tôn giả thượng phẩm, đối phương lại trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Vân câu dừng lại, một nam tử cùng hai nữ tử đi ra. Dương Diệp, Lý Thanh Y kinh ngạc kêu lên. Tất cả mọi người ở đó còn thấy xa lạ với cái tên Dương Diệp này. Dù sao ở đây vẫn là địa phương tương đối hẻo lánh của Thanh Châu. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn Lý Mậu Trinh, nói. Lý Huynh, ta muốn mượn truyền tống trận của Thiên Cương Thành dùng một lát. Lý Mậu Trinh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Chuyện nhỏ. Cảm ơn. Dương Diệp cùng hai tỷ muội Phạm Ly xuống khỏi vân câu, sau đó đi về phía Thiên Cương Thành. Tuy nhiên lại có rất nhiều người chặn đường bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành, nói. Ta chỉ mượn đường mà thôi, ta không muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Du Thương Bình nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Cho hắn qua. Không thể để cho hắn qua được. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên phía chân trời. Tiếp theo, một lão già đã xuất hiện. Người vừa tới không phải là ai khác, chính Diệp Chiến đã chạy trốn trước đó. Diệp Chiến nói. Du Huynh, Vân Huynh, các ngươi có biết người này là ai không? Không đợi hai người trả lời, hắn đã nói. Du Huynh. Hắn chính là người giết hơn 10 cảnh giới tôn giả cùng một cảnh giới hoàng giả của ngự thú tông ngươi, cánh tay tôn nữ tử hình của ngươi cũng bị người này chém đứt. Vân Huynh, nhi tử của ngươi đã bị người này giết chết rồi. Nghe thấy Diệp Chiến nói vậy, sắc mặt hai người Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành đột nhiên trở nên dữ tợn. Nam băm thây vạn mảnh, nữ giữ lại cho ta. Du Thương Bình gần giọng nói. Vèo. Một đường lưu quang màu đen chợt lóe lên. Mấy trăm đệ tử ngự thú tông cùng đoạn đao sơn trang lập tức phơi thây tại chỗ. Mạng của hắn là của Tiêu Vũ ta, nữ nhân của hắn cũng là của Tiêu Vũ ta. Một nam tử mặc áo bào đen xuất hiện. Mọi người nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào màu đen trong tay cầm trường thương màu đen bước trên không trung đi đến. Mỗi lần chân của hắn hạ xuống, không gian đều sẽ bị chấn động mạnh, giống như không chịu nổi bước chân của hắn vậy. Du Thương Bình giận dữ lại muốn ra tay, mà lúc này, nữ tử đến từ Minh Vũ Thành đột nhiên đón nam tử mặc áo bào màu đen. Học trưởng Tiêu Vũ, sao người lại tới đây? Nữ tử có chút cung kính nói. Học trưởng, nghe được hai chữ này, đám người Du Thương Bình vô cùng khiếp sợ, bọn họ biết Minh Tiểu Thư là người của Thư viện Vân Hải, nàng gọi nam tử này là học trưởng. Nói cách khác đối phương là người của Thư viện Vân Hải. Hóa ra là niên muội Minh Sản Tuyết. Nam tử tên là Tiêu Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Có người đá quan tài chặn đường của Thanh Đạo Môn ta, làm đệ tử của Thanh Đạo Môn, ta có thể không đến sao? Minh Sản Tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Hắn chính là đệ tử của Cổ Kiếm Trai sao? Đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Nghe được câu này, trên mặt đám người Du Thương Bình lập tức DC chảy xuống mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới người thanh niên trước mắt có dáng vẻ khó coi này lại là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Bất kể là Thư viện Vân Hải hay là Thanh Đạo Môn, thậm chí là Cổ Kiếm Trai, bọn họ đều không chọc nổi. Về phần mối thù, bọn họ tất nhiên muốn báo thù, đặc biệt là Vân Nhâm Hành. Đây chính là mối thù giết con, nếu bảo hắn bỏ qua như vậy,
hắn làm sao cam tâm được. Nhưng hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể ra tay, nếu không Đoạn Đao Sơn Trang sẽ bị hủy diệt trong giây lát. Tiêu Vũ cười lạnh, nói. Cho dù cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ta vẫn luôn không đối đầu, nhưng vẫn chưa từng có người nào dám đá quan tài chặn đường của thanh đạo môn ta. Ngay cả kiếm hoàng Lục Uyển Nhi được cổ kiếm trai các ngươi gọi là thiên tài vạn năm khó gặp gì đó cũng không dám. Nhưng ta không ngờ, một kẻ vô danh lại dám làm chuyện này. Ngươi là tài cao mật lớn hay không biết không sợ vậy? Minh Sạn Tuyết tránh sang một bên, nàng không thể trêu chọc vào người của thanh đạo môn, nhưng nàng cũng không thể trêu vào người của cổ kiếm trai. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là im lặng, hai bên không giúp bên nào cả. Nếu không, hôm nay nếu như nàng dám trợ giúp người của thanh đạo môn, tương lai khi bước vào thư viện nhất định sẽ có rất nhiều đệ tử của cổ kiếm trai gây khó dễ với nàng. Dương Diệp vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Phạm Mộng, nói. Các ngươi vào thành trước đi. Phạm Mộng liếc nhìn đám người Tiêu Vũ rồi khẽ gật đầu. Nàng biết, nàng ở đây căn bản không giúp được việc gì cả. Xem ra ngươi vẫn là một người biết hưởng phúc. Tiêu Vũ cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta không sẽ trực tiếp giết chết ngươi, ta sẽ làm cho ngươi tận mắt nhìn kết quả của hai nữ nhân này. Ta sẽ cho ngươi biết, số phận cuối cùng của kẻ dám nhục người thanh đạo môn ta là thế nào. Dương Diệp nhìn Tiêu Vũ, trong mắt có vẻ xem thường. Chuyện giữa nam nhân thì nên dùng nắm đấm tới giải quyết, ngươi lại hay rồi, lấy nữ nhân ra nói chuyện. Nếu như thanh đạo môn đều là loại người háo sắc như ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, thanh đạo môn ngươi tới một người chết một người, tới hai người chết cả hai. Tới một người chết một người, tới hai người chết cả hai. Ha ha! Tiêu Vũ cười to một lát, nói. Cổ kiếm trai của ngươi lại xuất hiện một kiếm cuồng lúc nào vậy? Nếu ngươi có tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cược đi. 10 chiêu, nếu như trong 10 chiêu ta đánh bại ngươi, ngươi quỳ gối ở dưới thiên cương thành, kêu cổ kiếm trai ta không bằng thanh đạo môn 1 tháng. Ngược lại, nếu như ngươi có thể chống đỡ nổi 10 chiêu của ta thì đến lượt ta quỳ xuống, sau đó ở dưới thành này kêu thanh đạo môn ta không bằng cổ kiếm trai. Tiêu Vũ hiểu rất rõ, chuyện của Dương Diệp đã khiến cho cao tầng thanh đạo môn chú ý, có thể nói như vậy, nếu như ai giúp thanh đạo môn tìm về mặt mũi, người đó nhất định có thể có được cao tầng của thanh đạo môn thưởng thức, phần thưởng gì đó sẽ tuyệt đối không ít. Cho nên, hắn đưa ra một lời đánh cược như vậy. Một khi Dương Diệp thua, ở dưới thành này hô lên cổ kiếm trai không bằng thanh đạo môn, vậy không hề nghi ngờ, tên Tiêu Vũ hắn sẽ lập tức truyền khắp Thanh Châu. Hơn nữa còn nhận được phần thưởng của thanh đạo môn, có thể nói là danh lợi đều thu về. Có thể. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Tiêu Vũ muốn tranh mặt mũi cho thanh đạo môn, Dương Diệp hắn cũng nên tranh mặt mũi cho cổ kiếm trai. Cũng chỉ có như vậy, cao tầng của cổ kiếm trai mới có thể âm thầm trợ giúp hắn, không để cho những lão quái vật kia ra tay với hắn. Phá quân. Dương Diệp vừa mới dứt lời, trường thương màu đen trong tay Tiêu Vũ trực tiếp hóa thành một đường lưu quang màu đen lao về phía Dương Diệp. Trường thương một đường xé rách không gian. Khí thế ẩn chứa trong đó rất cường đại làm cho một ít yêu thú xung quanh trực tiếp quỳ rạp trên đất, không gian xung quanh dường như không chịu nổi năng lượng trong trường thương này, tự nhiên mơ hồ nứt ra. Khi trường thương màu đen chỉ còn cách Dương Diệp nửa trượng, tay phải hắn chặt nắm thành quyền, sau đó đánh ra. Một lực quyền chấn động đánh ra, va chạm với trường thương màu đen này. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, trường thương màu đen trực tiếp đánh nát quyền quang của Dương Diệp. Sau đó đâm về phía Dương Diệp với tốc độ không giảm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Tiêu Vũ cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ. Bởi vì trường thương màu đen của hắn cách mi tâm của Dương Diệp chỉ mấy cm đã ngừng lại, tay của Dương Diệp đang nắm lấy thanh trường thương màu đen này của hắn. Tất cả mọi người bao gồm cả Tiêu Vũ cũng hoảng hốt. Ta nhận một chiêu của ngươi. Nào, ngươi cũng nhận một chiêu của ta đi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, hắn chợt đạp chân phải xuống đất, phù một tiếng cơ thể đã lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Dương Diệp đã ở ngay trước mặt của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ quá khiếp sợ, hắn không ngờ tốc độ của Dương Diệp đạt tới mức độ này, khi hắn muốn lui lại, chợt có một tiếng nổ đột nhiên vang lên gần tai hắn. Tiêu Vũ còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy cơ thể mình truyền đến cảm giác đau đớn, tiếp theo hắn trực tiếp từ trong không trung rơi xuống mặt đất. Tiêu Vũ rơi xuống đất làm mặt đất chấn động mạnh, trong cơ thể hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt.
tất cả mọi người ở đó hóa đá. Tiêu Vũ lại thất bại như thế, một chiêu còn không đỡ được đã thua. Trong mắt Minh Sản Tuyết đầy vẻ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Người khác có thể không biết Tiêu Vũ khủng khiếp thế nào, nhưng nàng đã từng tận mắt nhìn thấy. Tiêu Vũ đã từng vượt cấp đánh chết cường giả cảnh giới hoàng giả, hơn nữa đối phương còn là cường giả cảnh giới hoàng giả trung phẩm. Nhưng nàng không ngờ một yêu nghiệt như thế lại không đỡ nổi một chiêu trong tay Dương Diệp. Ngoại trừ Minh Sản Tuyết ra, lúc này Lý Thanh Y cũng kinh ngạc. Sau khi hết kinh ngạc chính là khiếp sợ. Phải biết rằng nàng đã từng nhiều lần uy hiếp Dương Diệp. Du Thương Bình cùng Vân Nhâm Hành cũng lộ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng bọn họ là cường giả bán thánh, nhưng đối mặt với yêu nghiệt này cũng cảm thấy đặc biệt kiêng kỵ. Phải biết rằng, yêu nghiệt như vậy không thể cân nhắc theo lẽ thường được, đặc biệt là yêu nghiệt trong thế lực cấp bạch kim này. Dương Diệp cầm trường thương màu đen và đi tới bên cạnh Tiêu Vũ, lúc này Tiêu Vũ còn chưa chết, tuy nhiên cơ thể hắn giống như bị vật nặng đè ép. Đã biến hình nghiêm trọng, nếu như không phải thực lực bản thân tốt, lúc này hắn đã chết đến không thể chết hơn. Ngươi thua, thực hiện lời cam kết của ngươi đi. Dương Diệp mắt nhìn xuống Tiêu Vũ, khẽ nói. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc cùng khủng hoảng. Đừng nhìn ta như vậy. Dương Diệp nói. Ta không thích bị người quỵt nợ, đặc biệt là kẻ địch. Ngươi thua, cho nên bắt đầu kêu đi. Tiêu Vũ làm sao dám kêu được, chỉ cần vừa kêu ra, không cần cổ kiếm trai, chính thanh đạo môn sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Dương Diệp vẫy tay phải một cái, nhẫn chứa đồ đeo trên tay Tiêu Vũ đã bay đến trong tay hắn. Sau khi kiểm tra, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Không tệ, có hơn 10.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Không thể không nói, những đệ tử của thanh đạo môn các ngươi đều rất giàu có. Ừ. Cho dù thanh thương này của ngươi mới là đạo cấp thượng phẩm, nhưng vẫn còn tạm được, vừa vặn thích hợp cho ta sử dụng. Nói xong, trường thương trong tay Dương Diệp chợt điểm vào trên chân phải của Tiêu Vũ. Rắc, từng tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. A, à, hai mắt Tiêu Vũ đột nhiên trợn ngược, miệng há to, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không trung. Có vài đối thủ làm ta tương đối tôn trọng. Dương Diệp nói. Nhưng có vài người. Ví dụ như loại người thích lấy nữ nhân tới uy hiếp người khác, ta sẽ không tôn trọng. Nghe nói thanh đạo môn ngươi đều tương đối tàn nhẫn, vừa vặn ta để ngươi xem, ta có tính là tàn nhẫn hay không. Nói xong, trường thương của Dương Diệp lại đâm tới. Phút, xương cùng tất cả kinh mạch ở chân trái của Tiêu Vũ vỡ nát. Hắn đã không kêu được nữa. Dương Diệp không nói gì, trường thương lại điểm tới, lần này, trường thương điểm vào tay trái của Tiêu Vũ. Tiếp theo. Trường thương lại điểm vào tay phải của Tiêu Vũ. Xương cùng kinh mạch ở hai tay, hai chân Tiêu Vũ đều vỡ nát, bởi vì quá đau đớn làm cả khuôn mặt hắn đã vặn vẹo nghiêm trọng. Sở dĩ ta đối xử với ngươi như vậy, một nguyên nhân chính là ngươi không giữ lời hứa. Ngoài ra còn bởi vì ngươi không tôn trọng nữ tính. Dương Diệp nói, cho dù các nàng không phải là nữ nhân của ta, nhưng là bằng hữu của ta. Không tôn trọng ta cũng không sao. Ta nhiều lắm chỉ làm cho ngươi chết mà thôi, nhưng không tôn trọng bằng hữu của ta, vậy ta sẽ làm ngươi muốn chết cũng khó. Dương Diệp vừa dứt lời, trường thương trong tay lại đâm tới. Lần này, Dương Diệp đâm vào giữa quần của Tiêu Vũ. Âu! Trong đồng tử của Tiêu Vũ đầy tơ máu, dường như muốn rơi khỏi tròng mắt. Lần này, trong mắt hắn chỉ còn lại sự khủng hoảng. Khủng hoảng vô tận. Không chỉ Tiêu Vũ. Ngay cả trong mắt Minh Sản Tuyết cùng đám người Du Thương Bình cũng lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù thủ đoạn của Dương Diệp tàn nhẫn, nhưng so với bọn họ cũng không tính là gì cả, dù sao đều là hạng người kiêu hùng, có ai không giết mấy người. Nhưng vấn đề là đối tượng bị Dương Diệp hành hạ. Hành hạ đệ tử của Thanh Đạo Môn, đây là đang trắng trợn đánh vào mặt của Thanh Đạo Môn. Không cần phải nói, nếu để cho Dương Diệp sống sót trở lại cổ kiếm trai. Danh tiếng mấy vạn năm của thanh đạo môn xem như mất hết. Con! Một tiếng đàn đột nhiên vang lên trong không trung, âm thanh trong trẻo dễ nghe, giống như tiếng tiên vang vọng thiên địa, những tiếng ầm ĩ lập tức đều ngừng lại. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành của Thiên Cương Thành tự nhiên có thêm một nữ tử mặc áo bào trắng và đeo khăn che mặt. Nữ tử ngồi xếp bằng trên tường thành, ở trên đầu gối của nàng là một chiếc đàn cổ bằng ngọc trắng. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng gảy dây đàn. Tiếng đàn lúc đầu còn rất khẽ, giống như tiếng nước chậm rãi chảy qua, âm thanh êm tai như thấm vào lòng người,
nhưng dần dần âm thanh trở nên ngắn gọn, giống như tiếng mưa xối xả liên miên. Lại qua một lát, tiếng đàn càng lúc càng nhanh giống như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động thiên địa. Chỉ trong giây lát, hai tay nàng ngừng lại, tiếng đàn lập tức biến mất. Mà lúc này, phút 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 phút, dưới Thiên Cương Thành, cơ thể Dương Diệp đột nhiên vang lên từng tiếng động giống như tiếng pháo nổ. Chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp lập tức biến thành một người máu. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp trở thành người máu, Phạm Mộng bị dọa tới hồn phi phách tán, trực tiếp nhảy xuống Thiên Cương Thành và điên cuồng chạy về phía hắn. Tiểu Mộng. Phạm Ly hoảng hốt, cũng nhảy xuống khỏi Thiên Cương Thành, vội vàng đuổi theo Phạm Mộng. Phạm Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn tình cảnh bi thảm của Dương Diệp mà nước mắt tràn mi giống như vỡ đê, gò má của nàng đã ướt đẫm. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, nếu như không phải vì ta, người sẽ không như vậy, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Ta lại đến với người. Phạm Mộng nói xong thì đột nhiên rút kiếm ra đâm về phía cổ họng của mình. Không. Phía xa, khóe mắt Phạm Ly muốn nứt ra. Vào giờ phút này linh hồn nàng dường như cũng bị rút đi. Nhưng khi kiếm của Phạm Mộng sắp cứa lên trên HCO của nàng, một tay đột nhiên kẹp lấy thân kiếm. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai nàng. Đừng làm chuyện ngốc nữa, ta còn chưa có chết đâu. Qua. Phạm Mộng ngẩn người một lát, sau đó không để ý tới cả người Dương Diệp đầy máu, thoáng cái đã ôm lấy Dương Diệp và cơ chóc rất thương tâm. Phạm Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bỗng chốc tê dại, ngã ngồi trên mặt đất, dường như sức khí toàn thân đều bị rút sạch vậy. Nhìn thấy Dương Diệp không chết, tất cả mọi người ở đó lập tức nhìn về phía nữ tử áo bào trắng trên tường thành của Thiên Cương Thành. Áo bào trắng. Không hề nghi ngờ, đây là đệ tử của Thanh Đạo Môn, hơn nữa còn là đệ tử Thiên Môn mặc áo bào trắng. Nhìn nữ tử áo bào trắng, trong mắt tất cả mọi người ở đó đều có vẻ kiêng kỵ. Trong đó bao gồm cả đám người Lý Huyền Cơ cùng Du Thương Bình đã là bán thánh. Bọn họ tất nhiên biết Thanh Đạo Môn, cũng nghe qua Thiên Môn cùng Địa Môn, cùng với Nhân Môn của Thanh Đạo Môn. Bọn họ thường nhìn thấy người của Địa Môn cùng Nhân Môn, nhưng người Thiên Môn rất thần bí. Bọn họ vốn cho rằng người của Thiên Môn nhiều lắm cũng chỉ có thực lực cao hơn Địa Môn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, sự thật đã nói cho bọn họ biết đây không phải chỉ cao hơn một chút, mà cao hơn rất nhiều. Lúc trước, thực lực của Tiêu Vũ là đệ tử Địa Môn đã rất lợi hại, nhưng hắn bị một đòn của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt, mà bây giờ, Dương Diệp lại bị một đòn của nữ nhân này làm cho thương nặng. Giờ phút này, rất nhiều người càng thêm kính sợ Thanh Đạo Môn. Nữ tử áo bào trắng ôm đàn đứng dậy, chậm rãi nói. Khúc này có tên là Thanh Bình Điều, ta đã từng dùng khúc đàn này lặng lẽ giết chết một bán thánh, ta vốn cho rằng có thể giết chết ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng ta không nghĩ tới, cơ thể ngươi đã mạnh mẽ đến mức như vậy, tiếng đàn phá cơ thể của ngươi, nhưng lại không thể phá được xương của ngươi. Ta đã từng gặp một vài người tu luyện cơ thể, nhưng người ở trong cảnh giới tôn giả lại khủng khiếp như ngươi, ngoại trừ yêu tộc ra, trong nhân tộc ta chưa từng thấy một người nào cả. Dương Diệp vỗ nhẹ vào đầu của Phạm Mộng nói. Tạm thời tránh sang một bên được không? Nếu không chúng ta chạy. Phạm Mộng khẽ nói. Khóe mắt vẫn còn nước mắt, lần này, thực lực của nữ tử áo bào trắng kia làm nàng thật sự sợ hãi. Dương Diệp khẽ cười nói. Chờ ta đánh không nổi thì chạy, có được không? Phạm Mộng do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi nhớ kỹ, đánh không nổi phải chạy. Dương Diệp cười ha ha và nhẹ nhàng đẩy Phạm Mộng ra, sau đó cổ tay thoáng động. Thanh kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, hắn cầm theo kiếm. Chậm rãi đi về phía nữ tử áo bào trắng kia. Công kích của ngươi rất kỳ lạ đến mức chờ sau khi ta bình tĩnh thì nó đã công kích ở trên người ta. Nếu như ta không đoán sai, ngươi còn lĩnh ngộ ý cảnh phong. Ý cảnh phong thiên cấp tầng 1. Nữ tử áo bào trắng nói. Dưới gió xung quanh che giấu, tiếng đàn của ngươi làm được lặng lẽ không một tiếng động, lúc công kích ở trên thân người còn giống như gió xuân thổi qua, không thể không nói, loại thủ đoạn này của ngươi rất tốt. Dương Diệp vừa đi vừa nói. Thủ đoạn của nữ nhân mặc áo bào trắng này có phần tương tự tới kiếm ý thiên cấp tầng 3 của hắn. Tuy nhiên chỉ là cùng loại, uy lực cùng sự kỳ lạ của đối phương lại kém hơn kiếm ý thiên cấp tầng 3 của hắn rất nhiều. Phải biết rằng, kiếm ý thiên cấp tầng 3 của hắn có thể trực tiếp dung nhập không gian, sau đó tiến hành nhảy vào không gian tấn công.
kiếm ý. Dương Diệp biết, hắn phải tìm cách mau chóng khôi phục kiếm ý, bởi vì nếu có kiếm ý hộ thân, công kích âm thanh này của đối phương căn bản không thể tổn thương được hắn. Ngươi cũng rất giỏi. Nữ tử áo bào trắng nói. Phải vậy không? Dương Diệp ngừng lại, khóe miệng cong lên và hiện ra một nụ cười lạnh, nói. Không thể không nói, cho tới bây giờ cuối cùng Thanh Đạo Môn có phái ra một người làm cho ta có chút hứng thú. Tới đây, nhận của ta một kiếm. Dứt lời, Dương Diệp lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt nữ tử áo bào trắng, kiếm trực tiếp xuyên qua nữ tử áo bào trắng. Đây chẳng qua là một tàn ảnh. Dương Diệp cũng không thấy bất ngờ, trường kiếm xoay người bổ xuống. Bù! Một trận gió mát tiêu tan, kiếm của Dương Diệp lại khẽ run lên và xuất hiện một chút vết nứt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, nữ tử áo bào trắng kia đã đứng ở vị trí của hắn trước đó. Ở trong mắt Dương Diệp, hai chân nữ tử áo bào trắng hơi gập lại, sau đó đặt chiếc đàn ngọc trong tay lên trên chân của mình, tiếp theo, ngón tay ngọc nắm lấy một sợi dây đàn và nhẹ nhàng nhấc lên. Trong phút chốc, ngón tay ngọc chợt thả lỏng. Ong! Không gian xung quanh nữ tử áo bào trắng lập tức tách ra, từng khe nứt không gian giống như mạng nhện xuất hiện. Cùng lúc đó, một phong nhận nhỏ giống như đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong phút chốc, có vô số phong nhận xuất hiện xung quanh Dương Diệp một cách quỷ dị, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị chúng nhấn chìm. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên trong không trung, những phong nhận xung quanh Dương Diệp lập tức tiêu tan, hóa thành từng điểm năng lượng rơi xuống. Ảnh độn sát. Dương Diệp vừa dứt lời, một đường huyết quang bắn nhanh về phía nữ tử áo bào trắng kia. Chỉ có điều khi đường huyết quang này cách nữ tử áo bào trắng nửa trượng thì ngừng lại, bởi vì một tấm lá chắn gió đã xuất hiện. Trước mặt nàng. Phá. Giọng nói Dương Diệp vang lên lần nữa, tiếp theo, lá chắn gió kia lập tức tiêu tan, huyết quang xuyên qua cơ thể của nữ tử áo bào trắng, lần này vẫn là ảo ảnh. Bản thể của nữ tử áo bào trắng đã. Cách đó trăm trượng. Cùng lúc đó, ngón tay ngọc của nàng lại, kéo một sợi dây đàn. Trong lúc nàng muốn thả ra, Dương Diệp đã xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt nàng. Đồng tử của nữ tử áo bào trắng hơi co lại, một thanh kiếm nhanh chóng phóng đại ở trong mắt của nàng. Vù! Kiếm xuyên qua đầu của nữ tử áo bào trắng, tuy nhiên còn là ảo ảnh. Bản thể của nữ tử áo bào trắng cũng xuất hiện ở cách đó trăm trượng. Ong! Tiếng đàn cổ vang lên. Một phong nhận dài chừng 10 trượng, rộng mấy trượng cắt qua không trung, lao nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm. Ầm! Đạo phong nhận kia trực tiếp nghiền nát. Sao có thể như vậy được? Trong mắt nữ tử áo bào trắng lóe lên sự kinh hãi. Uy lực kiếm của ngươi đột nhiên tăng gấp mấy lần. Cả đời này, Dương Diệp cầm theo kiếm và đi về phía nữ tử áo bào trắng. Ở trong cùng cấp. Tạm thời ta chỉ từng gặp qua hai người có thể làm cho ta chú ý. Về phần ngươi, nói một câu không cuồng vọng, ngươi còn quá non. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Nhanh, rất nhanh, hết sức nhanh, nhanh đến mức ba vị bán thánh cũng không thấy rõ quỹ tích thanh kiếm của Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không giữ lại nữa. Trước đó, uy lực kiếm của hắn đột nhiên tăng thêm, bởi vì hắn thi triển một đòn chí mạng. Mà bây giờ, tốc độ kiếm trở nên nhanh hơn là bởi vì hắn thi triển ra tốc độ kiếm ánh sáng. Mặc dù liên tiếp thi triển hai loại bí pháp làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn bị vỡ ra một chút, nhưng hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian cùng nữ nhân này. Tốc độ của đối phương quá kỳ lạ, cho dù hắn dùng thiên nhai chỉ xích cũng không có cách nào chiếm được ưu thế. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có khả năng vận dụng bí pháp. Sau khi kiếm quang của Dương Diệp lướt qua thì đột nhiên dừng lại. Một hơi thở sau, rắc rắc, chiếc đàn ngọc trong tay nữ tử áo bào trắng nứt ra, qua một hơi thở, nó trực tiếp biến thành bột mịn. Kiếm thật mạnh, kiếm thật nhanh. Nữ tử áo bào trắng vừa dứt lời, sau đó khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khăn che mặt lập tức bị nhuộm đỏ. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, Dương Diệp không vung kiếm mà hỏi. Nhẫn chứa đồ đâu? Hắn vốn định trực tiếp cướp nhẫn chứa đồ. Đáng tiếc hắn phát hiện ở trên tay nữ nhân này tuyệt đối không mang nhẫn chứa đồ. Nữ tử áo bào trắng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, một mũi kiếm để ở chỗ cổ họng của nàng. Lấy ra thứ làm cho ta động tâm tới mua mạng của ngươi, nếu không đầu ngươi có thể phải dọn nhà. Dương Diệp nhìn nữ tử,
giọng nói không hề có tình cảm. Hắn rất khao khát đá năng lượng siêu phẩm, phải biết rằng bây giờ bất kể là cơ thể hay thực lực của hắn đều phải tiêu hao rất nhiều đá năng lượng siêu phẩm. Đặc biệt bây giờ là thời gian quan trọng để hắn xông lên cảnh giới hoàng giả, vậy sẽ phải tiêu hao số lượng đá năng lượng siêu phẩm lớn tới mức kinh khủng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử áo bào trắng cứ im lặng nhìn Dương Diệp. Mãi tới khi kiếm của Dương Diệp rạch ra một vết thương trên cổ mình, tay của nàng lúc này mới động. Nữ tử áo bào trắng tuyệt đối không lấy ra bảo bối gì, mà nắm lấy thanh kiếm của Dương Diệp, sau đó nói. Đệ tử của thanh đạo môn có thể giết, không thể sỉ nhục. Dứt lời, nữ tử áo bào trắng cầm kiếm của Dương Diệp tự rạch vào cổ họng mình. Suy! Một vòi máu bắn ra khỏi cổ họng của nàng. Dương Diệp thu kiếm và nhìn thi thể nữ tử áo bào trắng rất lâu, nói. Có thể giết, không thể sỉ nhục, ngươi là một đối thủ đáng để tôn trọng. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía Phạm Mộng. Đáng để tôn trọng, nhưng không đáng thương, hắn càng không đáng hối hận. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đối phương có cơ hội giết hắn, nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Không chết không dừng. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vừa dứt lời, thi thể của nữ tử áo bào trắng đã biến mất. Dương Diệp dừng bước, sau đó nhìn về phía chân trời, nói. Theo hầu tới cùng. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và xoay người đi tới trước mặt Phạm Mộng, sau đó kéo Phạm Mộng đi về phía Thiên Cương Thành. Hắn đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Minh Sản Tuyết. Chuyện của Thiên Cương Thành này sẽ lại dừng ở đây, người thấy thế nào? Vẻ mặt Minh Sản Tuyết trầm xuống, nói. Dương công tử, đây là chuyện giữa ta với Lý Gia, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, một mũi kiếm lại để ở nơi mi tâm của nàng, kiếm tiền vào ra ba phân, một tia máu tươi không ngừng tràn ra, trong giây lát lại nhuộm đỏ gương mặt của Minh Sản Tuyết. Hiện tại thế nào? Dương Diệp nhìn Minh Sản Tuyết, mặt không đổi sắc. Dương huynh hạ thủ lưu tình. Lúc này, Lý Mậu Trinh nhảy xuống khỏi Thiên Cương Thành, đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Chuyện này do ta mà ra, cứ để ta tự mình tới giải quyết, thế nào? Dương Diệp thu kiếm lại, sau đó tiện tay ném đi, một vò ngọc màu trắng xuất hiện ở trước mặt Lý Mậu Trinh, đê. Trước đây ta từng nói qua, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cứu ngươi một mạng. Ở trong này là hầu nhi tử, cho dù không nhiều nhưng chắc hẳn đủ để loại chi bỏ độc trong người ngươi. Nghe vậy, tay Lý Mậu Trinh ôm vò ngọc khẽ run lên, một lát sau, hắn hít sâu một hơi và thi lễ với Dương Diệp. Ơn lớn này ta không có lời nào nói hết được, trong lòng ta sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn. Lúc này, Lý Thanh Y cùng Lý Huyền Cơ đã đến trước mặt Dương Diệp. Lý Thanh Y thi lễ với Dương Diệp, trong giọng nói đầy cảm kích cùng kích động. Mậu Trinh nói rất đúng, ơn lớn không lời nào nói hết, Dương Tiểu Ca, nếu như sau đó cần dùng tới Thiên Cương Thành, cứ việc thông báo một tiếng. Lý Huyền Cơ ôm quyền nói với Dương Diệp, trên mặt cũng đầy kích động cùng hưng phấn. Ta sẽ không khách sáo. Dương Diệp nói. Chúng ta muốn đi tới Minh Vũ Thành, muốn mượn truyền tống trận của Thiên Cương Thành dùng một lát. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lý Huyền Cơ nói. Nhưng sợ rằng Dương Tiểu Ca phải chờ thêm một ngày. Vì sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày. Lý Huyền Cơ nói. Lúc trước Thiên Cương Thành ta bị bao vây tấn công. Ngự thú tông cùng đoạn đao sơn trang sợ Lý gia ta chạy trốn qua truyền tống trận, bởi vậy bọn họ lợi dụng nội gian xếp vào ở trong Thiên Cương Thành ta và phá hủy truyền tống trận. Nhưng Dương Tiểu Ca yên tâm, bọn họ tuyệt đối không hủy đi mắt trận, cho nên chỉ cần cho ta một ngày, ta có thể sửa nó. Một ngày sao? Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu và nói. Cũng được, ta cũng cần nghỉ ngơi một ngày. Lý Huyền Cơ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Du Thương Bình cùng Nhâm Vân Hành, nói. Hai vị còn không đi, muốn ở lại ăn cơm chiều sao? Vẻ mặt của Du Thương Bình cùng Nhâm Vân Hành có chút khó coi, ánh mắt hai người đều nhìn Minh Sản Tuyết. Lý Mậu Tanh khẽ thở dài, nói. Minh cô nương, chuyện này xem như là chuyện giữa ta và ngươi, bản thân chúng ta tự giải quyết được không? Minh Sản Tuyết nhìn Lý Mậu Trinh một lát, sau đó nói. Có thể. Nghe thấy Minh Sản Tuyết nói vậy, hai người Du Thương Bình cùng Nhâm Vân Hành không hề do dự, lập tức dẫn theo người của mình rời đi. Thật ra bọn họ cũng hiểu rõ, có Dương Diệp ở đây, bọn họ căn bản không phá được Thiên Cương Thành. Không thể nghi ngờ,
bây giờ rời đi chính là kết cục tốt nhất. Cho dù mất rất nhiều người, nhưng Minh Sạn Tuyết sẽ tự mình bồi thường bọn họ. Dương Diệp không có hứng thú đi quản ân oán giữa Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông. Sở dĩ hắn ra tay trợ giúp, chủ yếu là bởi vì cảm thấy Lý Mậu Trinh là người không tệ, vừa vặn hắn có năng lực này, cho nên tiện tay giúp đỡ một lát. Dù sao có thể thay đổi số mạng của một người, nhưng hắn thấy đối phương thuận mắt, hắn không ngại ra chút lực. Thiên Cương Thành, trong một gian phòng. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, ở trước mặt hắn là từng hàng đá năng lượng siêu phẩm. Thật ra, mặc dù thực lực của hắn bây giờ chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng khôi phục được 6-7 phần. Nếu như không phải kinh mạch có vấn đề, cho dù không có kiếm ý, hắn cũng có thể chém bán thánh. Có thể nói như vậy, bây giờ hạn chế thực lực của hắn không phải là cảnh giới, cũng không phải là kiếm ý, mà là kinh mạch này. Muốn giải quyết kinh mạch thì phải mở ra Hồng Mông Tháp. Muốn mở ra Hồng Mông Tháp lại cần nâng cao cảnh giới. Bây giờ hắn đã có 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, nhưng còn xa mới đủ để trùng kích cảnh giới hoàng giả. Cho nên, việc cấp bách của hắn bây giờ là phải chuẩn bị nhiều đá năng lượng siêu phẩm hơn. Từ từ kiếm thì quá phiền phức, cho nên hắn quyết định tiếp tục cướp. 2 canh giờ trôi qua, Dương Diệp đã hấp thu gần 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Sau khi được những viên đá năng lượng chuyển đổi thành huyền khí màu tím chữa trị, vết thương do hắn mạnh mẽ vận dụng kiếm khí cùng huyền kỹ cũng đã khôi phục lại. Sao? Đột nhiên, mắt Dương Diệp trợn tròn. Tiếp theo, mặt hắn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đã bắt đầu xoay tròn. Vòng xoáy nhỏ chuyển động rồi. Dương Diệp kích động thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn cố gắng kiềm chế kích động cùng hưng phấn trong lòng, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này vòng xoáy nhỏ giống như trước đây khi hắn vừa nhận được, đang từ từ chuyển. Theo chuyển động của nó, huyền khí trong cơ thể hắn đều bị nó hấp thu đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp vội vàng lấy ra đá năng lượng siêu phẩm. Nửa canh giờ trôi qua, 1 vạn cái đá năng lượng siêu phẩm trên người hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Hồng Mông Tháp vẫn hiện lên trạng thái vòng xoáy nhỏ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết. Đừng nói là 1 vạn đá năng lượng siêu phẩm, chỉ sợ cũng cho dù là 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm cũng không có cách nào làm cho vòng xoáy nhỏ này biến thành Hồng Mông Tháp. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu. Chuyện này có sốt ruột cũng không làm được gì. Tóm lại đây là chuyện tốt, bởi vì Hồng Mông Tháp có phản ứng, điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Bây giờ chuyện còn lại chính là thời gian vấn đề. Dương Huynh, ta có thể vào không? Giọng nói Lý Thanh Y đột nhiên vang lên ngoài cửa. Dương Diệp mở cửa phòng ra và thấy Lý Thanh Y xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Lý Thanh Y vẫn mặc chiếc váy dài, gương mặt xinh đẹp, khí chất thanh nhã điềm đạm. Không làm phiền ngươi chứ? Lý Thanh Y nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng và nói. Tiểu Mộng cùng tỷ tỷ nàng thế nào? Đang ngủ, ngủ rất say. Lý Thanh Y nói. Dương Diệp im lặng, hắn biết, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày 2 tỷ muội bọn họ đều lo lắng đề phòng, đừng nói là ngủ, cho dù chợp mắt cũng không dám. Hắn từng muốn để 2 tỷ muội ở lại Thiên Cương Thành, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bây giờ người của Thanh Đạo Môn đã biết 2 tỷ muội đi cùng hắn, nếu hắn để các nàng lại đây, lấy thực lực của Thiên Cương Thành thì căn bản không bảo vệ được các nàng, có khả năng còn mang đến tai họa cho Thiên Cương Thành. Người duy nhất có thể bảo vệ các nàng cũng chỉ có Cổ Kiếm Trai. Cho nên hắn chỉ có thể đưa các nàng đến Cổ Kiếm Trai. Ta muốn cảm ơn người về chuyện của ca ta. Lý Thanh Y nói. Ngươi không chỉ cứu hắn, còn chẳng khác nào cứu Lý gia ta. Chuyện nhỏ thôi. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Ngươi đến tìm ta không phải là để cảm ơn sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Lý Thanh Y nói. Dương Diệp nhìn Lý Thanh Y một lát, sau đó nói. Thật ra, trước đây biết ngươi vì cứu ca ca ngươi mà không tiếc đi trộm hầu nhi tử, trong lòng ta còn có chút kính nể ngươi. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến ta hạ thủ lưu tình. Vì sao? Lý Thanh Y hỏi. Dương Diệp nói. Ta có một muội muội, nếu như ta có nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ bất chấp tất cả tới cứu ta. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, nói vào chuyện chính đi. Lý Thanh Y liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi có muốn đổi đường khác, đừng đi qua Minh Vũ Thành không? Thế nào? Dương Diệp nhíu mày. Lý Thanh Y trầm ngâm rất lâu,
sau đó nói. Chúng ta nhận được tin tức, lúc này Minh Vũ Thành có người thanh đạo môn đang chờ ngươi, có lẽ còn không chỉ có một người, hơn nữa đều là áo bào trắng, thực lực có lẽ còn cao hơn nữ nhân mặc áo bào trắng này. Mục đích thực sự của bọn họ có lẽ không phải giết ngươi, mà ngăn cản ngươi tiếp tục đi tới, sau đó chờ một người tới. Ai? Dương Diệp nói. Một lát, Lý Thanh Y nhìn sâu vào mắt Dương Diệp, sau đó nói. Hắn rất nổi danh ở Thanh Châu, trước đây hắn lấy cảnh giới linh giả tiến vào Thanh Đạo Môn, cũng trở thành đệ tử của Nhân Môn, mà sau khi hắn đạt được cảnh giới tôn giả đã trực tiếp trở thành đệ tử Địa Môn, rồi trực tiếp trở thành người đứng đầu Địa Môn. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tính tình cũng rất tàn bạo hung ác. Trước kia, hắn có mâu thuẫn nhỏ cùng một thế lực cấp hoàng kim ở La Thiên Thành, hắn trực tiếp xông tới thành kia. Trong trận chiến ấy, hắn giết khoảng 100.000 người. À, Dương Diệp đi về phía trước, Lý Thanh Y ngẩn người, sau đó vội vàng đi theo và nói tiếp. Ngươi không hỏi thực lực của hắn sao? Hắn có thực lực gì? Dương Diệp hỏi. Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp một lát, sau đó cười gượng, nói. Ngươi có biết không, nếu để man bá kia biết được bộ dạng không để ý của ngươi hắn nhất định sẽ xé xác ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Nếu như hắn biết chiến tích trước kia của ta, hắn chắc hẳn sẽ không dám tới. Ta không tin. Lý Thanh Y nói. Ta biết ngươi rất lợi hại, cũng tận mắt thấy, nhưng ngươi có lợi hại mấy đi nữa. Có thể lợi hại như kiếm hoàng Lục Uyển Nhi sao? Kiếm ý của nàng đã đạt tới thiên cấp tầng 1 từ lâu, có lẽ bây giờ đã thiên cấp tầng 2. Phải biết rằng, cổ kiếm trai đã từng có cường giả nói qua, nếu như Lục Uyển Nhi và Man Bá ở cùng cấp, Lục Uyển Nhi không chắc có thể chiến thắng được hắn. Lục Uyển Nhi. Dương Diệp khẽ cười nhạt, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu đã từng mỗi ngày ở trong sân tìm hắn xin chỉ giáo kiếm kỹ, bây giờ sống ở linh giới này tốt như vậy. Ngươi cười cái gì? Lý Thanh Y nói. Ta đang suy nghĩ, nếu như Lục Uyển Nhi này nhìn thấy ta, không biết sẽ là biểu tình gì. Dương Diệp cười nói. Ngươi quen biết Lục Uyển Nhi sao? Lý Thanh Y kinh ngạc nói. Lúc này, Lý Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn liếc nhìn cháu gái của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Tiểu Ca, truyền tống trận đã xử xong. Nhưng nói vậy ngươi cũng hiểu rõ lúc này Minh Vũ Thành. Không bằng các ngươi đi đường vòng. Không sao. Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Giúp ta gọi Tiểu Mộng cùng Phạm Ly. Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp rất lâu, thấy Dương Diệp lộ vẻ không cho phép người khác được nghi ngờ, nàng khẽ thở dài và xoay người rời đi. Chỉ trong giây lát, Lý Thanh Y dẫn theo Phạm Mộng cùng Phạm Ly xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp kéo tay Phạm Mộng theo Lý Huyền Cơ đi về phía truyền tống trận. Chẳng bao lâu, mấy người đã đi tới một đài truyền tống. Dương Tiểu Ca, mặc dù man bá này chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng hắn đã từng giết qua bán thánh. Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Bán thánh. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười mỉm. Ta đã từng, đánh đến mềm tay. Nói xong, Dương Diệp kéo Phạm Mộng cùng Phạm Ly trực tiếp bước vào đài truyền tống. Một ánh sáng chấp hiện, ba người biến mất ở trên đài truyền tống. Minh Vũ Thành. Mặc dù Minh Vũ Thành là một thế lực cấp hoàng kim, nhưng ở bên trong Thanh Châu này lại cũng không mấy nổi danh. Bởi vì ở trong Thanh Châu này, thế lực cấp hoàng kim nhiều như châu ngựa. Nhưng hôm nay, Minh Vũ Thành lại trở thành tiêu điểm chú ý của Thanh Châu. Đệ tử của cổ kiếm trai đá quan tài chắn đường của Thanh Đạo Môn, lại giết hai đệ tử Địa Môn cùng một tên đệ tử Thiên Môn của Thanh Đạo Môn. Có thể nói, cổ kiếm trai đã hung hăng đánh mạnh vào mặt của cổ kiếm trai. Nhiều năm qua giữa cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn luôn đối đầu, đệ tử hai bên gặp mặt gần như sẽ phải tranh đấu một lúc, nhiều năm qua hai bên cũng có thua có thắng. Nhưng lần này đã không chỉ đơn giản là tranh đấu, cũng không phải đơn giản là thua cùng thắng. Lần này là sống hay chết. Đối với loại thế lực như cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn, hai người chết cũng không tính là gì cả. Đối với bọn họ, người có thể chết nhưng không thể mất mặt mũi được. Mà lần này, Dương Diệp hung hăng đánh vào mặt Thanh Đạo Môn, có thể nói lúc này mặt mũi của Thanh Đạo Môn đã bị Dương Diệp giẫm đạp dưới chân. Nếu như Dương Diệp thật sự trở lại cổ kiếm trai, vậy không hề nghi ngờ gì, mặt của Thanh Đạo Môn không chỉ bị đạp, mà còn bị giẫm đạp, bị giày xéo thật sự. Từ nay về sau,
Thanh đạo môn sẽ vĩnh viễn thấp hơn cổ kiếm trai một đầu, không chỉ thấp hơn cổ kiếm trai một đầu, ở trước mặt thế lực cấp bạch kim, bọn họ cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên, đối với thanh đạo môn, Dương Diệp phải chết, hơn nữa còn không thể chết bình thường. Lúc này, ở xung quanh đài truyền tống của trung tâm Minh Vũ Thành, các huyền giả đứng đầy các nơi. Tuy nhiên người đáng chú ý nhất vẫn là hai nhóm người ở bên trái và bên phải của đài truyền tống. Nhóm người bên trái có 5 người, tất cả đều mặc áo bào trắng. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là đệ tử thiên môn của thanh đạo môn, ở bên phải có 5 người, cả 5 người đều mặc áo xanh, thân đeo vỏ kiếm, không cần phải nói, bọn họ đều là đệ tử của cổ kiếm trai. Cha cha, cổ kiếm trai không chỉ có 3 kiếm khách trong cảnh giới tôn giả tới đây, ngay cả Ngô Kiếm Ngô Nham Trung cũng tới, hi hi, xem ra lần cổ kiếm trai là quyết tâm phải cùng thanh đạo môn đập chết. Ngô Kiếm Ngô Nham Trung, chính là Ngô Nham Trung đã từng lấy một tay kiếm thuật cơ bản vượt cấp chém giết cường giả bán thánh. Trừ hắn ra, còn ai có thể được gọi là Ngô Kiếm nữa? Trước đây, khi hắn còn là cảnh giới tôn giả thượng phẩm, lấy kiếm pháp căn bản chém giết một cường giả bán thánh. Từ đó về sau, hắn đánh một trận thành danh, bây giờ đã mấy năm trôi qua, hắn cũng đạt được cảnh giới hoàng giả. Với thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng chỉ có thể hình dung bằng từ sâu không lường được. Cổ kiếm trai phái hắn tới, xem ra là muốn hắn cổ vũ cho Dương Diệp, không muốn để cho Dương Diệp này bị cường giả thanh đạo môn uy hiếp hoặc bắt nạt. Cha cha, xem ra cổ kiếm trai cũng quyết tâm bảo vệ Dương Diệp. Đúng lúc này, 5 người áo bào trắng bên trái ở dưới đài truyền tống đột nhiên đứng lên. Sau đó ở trước mắt của mọi người, 5 người đều cung kính khom người về một hướng. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử này khoảng 20 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người thon thả, trong tay cầm liêm đao chậm rãi đi, giống như tử thần đến từ minh giới, khiến người ta có cảm giác áp lực, nặng nề. Tử thần khổng liễm. Có người thất thanh kêu lên. Nghe đồn, người này vừa xuất hiện thì nhất định sẽ chết người. Không ngờ thanh đạo môn lại bảo nàng tới đây. Thanh đạo môn muốn làm gì? Bây giờ bọn họ muốn đại khai sát giới cùng cổ kiếm trai sao? Chuyện lớn rồi. Khi dám người cổ kiếm trai nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Dương Diệp sống, 5 người cổ kiếm trai ngươi chết. Dương Diệp chết, 5 người cổ kiếm trai ngươi cũng phải chết. Nữ tử vung liêm đao màu đen trong tay và đi tới trước mặt đám người cổ kiếm trai, nhìn bọn họ giống như đang nhìn người chết vậy, giọng điệu càng không cho phép người khác được nghi ngờ. Có bản lĩnh thì cứ tới. Nam tử dẫn đầu nhóm người cổ kiếm trai nhìn khổng liễm, giọng điệu ung dung. Nghe nói Ngô Kiếm ngươi có dấu hiệu trở lại nguyên trạng, ta rất sớm muốn được mở mang kiến thức. Khổng liễm nói. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Tất cả có thể lập tức đi cùng. Ngô Nham Trung gật đầu và nói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều huyền giả xung quanh đã lặng lẽ lùi về phía sau, làm lộ ra một mảnh đất trống lớn. Trên mảnh đất trống này chỉ còn có người của cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn. Vào lúc hai bên cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn dương cung bạt kiếm, vòng sáng trên đài truyền tống đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía đài truyền tống. Rất nhanh, một nam tử cùng hai nữ tử xuất hiện ở trên đài truyền tống. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nam tử kia. Dương Diệp, ta có hơi sợ. Phạm Mông kéo thật chặt tay của Dương Diệp. Giọng nói có hơi run rẩy, trước khi tới nàng đã biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dương Diệp cười khẽ nói. Tiểu Mộng phải nhớ kỹ, làm kiếm tu thì không sợ đất, không sợ trời, không sợ thánh cùng tiên trên thế gian. Nói rất hay. Ngô Nham Trung cùng đám người cổ kiếm trai đi tới trước mặt Dương Diệp, Ngô Nham Trung quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Cứ buông tay ra làm đi, không có người nào có thể ỷ lớn hiếp nhỏ ở đây. Ta sẽ phục vụ quên mình tới bảo đảm điều này. Dương Diệp nhìn đám người Ngô Nham Trung một lát, sau đó nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn đi tới trước mặt đám người thanh đạo môn, nói. Thanh đạo môn muốn không chết không dừng với Dương Diệp ta phải không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sao? Khổng Liễm nói. Các ngươi cùng tiến lên, hay là từng người lên một? Dương Diệp hỏi ngược. Xôn xao. Tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả đám người cổ kiếm trai. Cùng tiến lên, cùng tiến lên. Rất nhiều người đều cho rằng mình đã nghe nhầm, đùa kiểu gì vậy. Đây chính là đệ tử thiên môn của thanh đạo môn, những người này đều là yêu nghiệt siêu cấp trong truyền thuyết,
còn là có thể vượt cấp chém giết cường giả yêu nghiệt siêu cấp. Dương Diệp này tự nhiên lại bảo bọn họ cùng tiến lên. Hơn nữa trong đó còn bao gồm cả Khổng Liễm đã là cảnh giới hoàng giả. Điên cuồng, đặc biệt điên cuồng. Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Dương Diệp. Ngươi xác định không phải người đang nói đùa chứ? Khổng Liễm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, tốc độ xoay tròn của liêm đạo trong tay nàng bắt đầu nhanh hơn, không gian kia trực tiếp bị liêm đao cắt thành từng vòng tròn màu đen. Dương Diệp khẽ cười, nói. Các ngươi biết không, ta đã bị các ngươi làm phiền, hôm nay tới một người, ngày mai tới một người. Cứ tiếp tục như thế, các ngươi không phiền, ta cũng thấy phiền. Nếu như vậy, vì sao các ngươi không để người lợi hại nhất của các ngươi tới? Nói thật, nhìn các ngươi cứ hết người này tới người khác đưa tiền cùng chịu chết, trong lòng ta thật ra rất cao hứng. Bởi vì bây giờ ta quả thật rất nghèo, nhưng ta thật sự không muốn lãng phí thời gian. Cùng thanh đạo môn các ngươi, cho nên, các ngươi cùng tiến lên đi. Bây giờ hắn đã khôi phục lại thực lực 7-8 phần. Bây giờ chuyện hắn muốn làm nhất là đi tìm đám người An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch còn có Đinh Thực Dược. Ngoại trừ tìm đám người An Nam Tĩnh, hắn còn muốn đi gia tộc của Mạc Lão cùng nhà Gia Cát. Có thể nói, có rất nhiều chuyện còn đang chờ hắn đi làm. Mà không phải lãng phí thời gian cùng những người của Thanh Đạo Môn. Không nói đùa nữa, các ngươi cùng tiến lên đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Dương Diệp nói, khóe miệng Khổng Liễm cong lên lộ ra sự hung ác, hắn đang muốn ra tay, một người thanh niên sau lưng nàng lại nói. Khổng sư tỷ, cứ để cho ta tới đi, nếu sư tỷ giết hắn, Thanh Đạo Môn ta cũng không lấy lại mặt mũi. Sở dĩ hắn dám nói như thế cũng vì điểm ấy. Khổng Liễm đi mấy bước về phía trước, khi còn cách Dương Diệp chỉ hơn 10 cm, khóe miệng nàng vẫn có phần dữ tợn. Hôm nay nếu ngươi không chết, ta tự nguyện rời khỏi Thanh Đạo Môn, tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Ngươi biết không? Dương Diệp nói. Đã từng có rất nhiều người muốn giết ta, mà bây giờ cỏ trên mộ phần của bọn họ có thể còn cao hơn người ngươi. Phải vậy không? Khổng Liễm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Hy vọng ngươi đừng chết, nếu không, ta sẽ thấy rất dầu dĩ buồn bực, bởi vì ta chưa bao giờ nóng lòng muốn giết một người như vậy. Ngươi! Ngươi nói nhảm xong chưa? Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời Khổng Liễm nói. Không động thủ, vậy cút sang một bên, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Khổng Liễm nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía nam tử sau lưng nàng. Lâm Khai, kiềm chế một chút, đừng trực tiếp hại chết hắn. Sẽ để lại một hơi thở cho sư tỷ. Nam tử tên là Lâm Khai khẽ nói. Khổng Liễm khẽ gật đầu, sau đó tránh qua một bên. Lúc này, Ngô Nham Trung đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Lúc này Lục Uyển Nhi đang ở Cổ Kiếm Trai sao? Ngô Nham Trung có phần sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, nói. Lục sư tỷ đúng là đang ở trong Cổ Kiếm Trai, tuy nhiên nàng đang bế quan trùng kích bán thánh, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, người quen biết nàng sao? Hóa ra là như vậy, Dương Diệp đã hiểu rõ. Sau khi hắn đi tới Thanh Châu này, theo đạo lý, lúc này hắn đã có một ít danh tiếng, đám người Lục Uyển Nhi cùng An Nam Tĩnh hẳn phải biết hắn đã đi tới linh giới này mới phải. Đặc biệt là Lục Uyển Nhi, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cao tầng của Cổ Kiếm Trai cũng đã bị kinh động tới, Lục Uyển Nhi không có lý nào lại không biết. Bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, hóa ra Lục Uyển Nhi đang bế quan tu luyện. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ, bởi vì đám người An Nam Tĩnh, Minh Nữ, còn có Đinh Thực Dược cùng Hiểu Vũ Tịch không thể cũng đang bế quan chứ. Nếu như các nàng nghe được tin tức của hắn, nhất định sẽ tới tìm hắn. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có một người nào tới đây. Lẽ nào các nàng không ở Thanh Châu này? Dương Diệp nhíu mày lại. Ngươi động thủ trước đi. Đúng lúc này, Lâm Khai cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Lâm Khai, nói. Ngươi mang theo bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm? Ta đã nhiều năm tích góp, được khoảng 2 vạn. Ngươi có bản lĩnh lấy được sao? Lâm Khai nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay hắn, kiếm được đút vào vỏ kiếm cổ, nói. Ta không thích lãng phí thời gian, cho nên một chiêu quyết định sống chết. Hắn nói dứt lời, kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên,
Thanh huyền kiếm đạo cấp của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp, người đúng là tài năng hơn người, không lĩnh ngộ kiếm ý lại hoàn toàn không kém hơn kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp. Nhưng người muốn tiêu diệt thanh đạo môn ta sao? Người tính là thứ gì chứ? Nếu không phải đây là tranh đấu giữa các tiểu bối các ngươi, lão phu đã một chưởng khiến cho người hồn phi phách tán rồi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dương Diệp nói. Vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ. Phía chân trời truyền đến âm thanh. Thật ra ta muốn xem thử, Dương Diệp người có thể tiêu diệt thanh đạo môn ta không? Ta càng muốn xem, Dương Diệp người có thể sống qua hôm nay không? Man bá, giống như lời ngươi nói, đợi lát nữa đừng giết người này, thanh đạo môn ta muốn cho người đời nhìn thấy kết quả của kẻ đối địch với thanh đạo môn ta. Trưởng lão yên tâm. Man bá cười nói. Đợi lát nữa ta sẽ không giết chết hắn, ta sẽ làm cho hắn trở thành phế nhân, trở thành thái giám, sau đó để cho hắn quỳ gối ở cửa thành Minh Vũ Thành, mỗi ngày nhìn nữ nhân của hắn rên rỉ trong quần của người khác thế nào, ha ha. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hai tỷ muội Phạm Mộng, nói. Các ngươi sợ không? Lúc này, Phạm Mộng lắc đầu nhỏ, nói. Có ngươi ở đây, ta không sợ gì cả. Đợi lát nữa các ngươi sẽ phải sợ thôi. Man bá cười dữ tợn, sau đó nhìn về phía Khổng Liễm, nói. Khổng sư tỷ, hôm nay chúng ta lại giết tất cả những đệ tử kiếm tông ở đây được không? Chúng ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ. Cảnh giới tôn giả đấu với cảnh giới tôn giả, cảnh giới hoàng giả đấu với cảnh giới hoàng giả, chúng ta làm cho người đời thấy cổ kiếm trai rốt cuộc mạnh hơn, hay là thanh đạo môn ta mạnh hơn? Hắn rất mạnh. Khổng Liễm trầm giọng nói. Có thể mạnh hơn ta sao? Man bá vừa dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một uy áp khủng khiếp. Áp lực xuất hiện, không gian giống như bị đun sôi, dâng lên từng đợt chấn động. Sát ý thiên cấp tầng 1. Tất cả mọi người ở đó cực kỳ hoảng sợ. Ha ha! Man bá giơ đao lớn trong tay lên, chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói. Giết! Man bá vừa dứt lời, đám người Khổng Liễm lập tức ra tay. Tuy nhiên không phải là ra tay với Dương Diệp, mà những đệ tử cổ kiếm trai kia. Dương Diệp, ngươi yên tâm chiến đấu đi. Chỉ cần ngươi còn sống trở lại cổ kiếm trai, cho dù chúng ta chết cũng đáng. Ngô Nham Trung vừa dứt lời. Vỏ kiếm sau lưng của hắn lập tức bắn ra một đường kiếm quang chém xuống Khổng Liễm, bốn gã đệ tử của cổ kiếm trai sau lưng hắn cũng lập tức phát động huyền kiếm, xông về phía đám người thanh đạo môn. Dương Diệp, ta giết ngươi trong 10 chiêu. Man bá gầm lên giận dữ và người đã bắn ra, đao lớn trong tay lấy khí thế mở trời tách đất chém ngang về phía Dương Diệp. Lực lượng trong đao lớn mạnh tới mức đè ép cho không gian kia trực tiếp vặn vẹo một hồi, vô cùng kinh người. Hôm nay, tất cả đệ tử của thanh đạo môn ở đây đều phải chết. Tay phải của Dương Diệp lật một cái, một thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện ở trong tay hắn. Trường kiếm chợt đâm tới. Keng! Đao kiếm vừa va chạm thì hai người lập tức chấn động mạnh, không gian còn trực tiếp vỡ nát. Một kiếm phế bỏ ngươi. Dương Diệp cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút ra. Tiếng kiếm ngân vang vọng không trung, kiếm vỡ nát, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Vẻ mặt Man bá đã biến đổi và không dám khinh thường nữa, hai tay nắm thấy đao lớn bổ mạnh từ trên xuống. Khai thiên lập địa. Theo Man bá vừa dứt lời, một đường đao khí bắn ra khỏi mũi đao lớn của hắn. Trong tầm mắt của mọi người, đao khí cùng kiếm khí kia va chạm mạnh vào nhau. Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi là đao khí của Man bá không ngờ giống như tờ giấy mỏng, bị đường kiếm khí kia lập tức cắt ra. Sao có thể như vậy được? Man bá hoảng hốt và định né tránh, đáng tiếc đã quá muộn, đường kiếm khí kia của Dương Diệp đã đánh vào trước ngực của hắn. Man bá hoảng hốt, cầm đao lớn trong tay chắn ngang trước ngực. Ầm, đao lớn chấn động mạnh nhưng không vỡ, Man bá lại trực tiếp bay ra ngoài. Man bá tất nhiên còn chưa chết, nhưng một kiếm kia lại làm cho hắn trực tiếp trở thành một người máu, trong mắt của hắn vẫn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bán thánh cũng không có khả năng dễ dàng phá được một đòn kia của hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chân phải của Dương Diệp giẫm lên trên mặt Man bá, nhưng không nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Người của thanh đạo môn các ngươi nhìn đây, ta giết đệ tử của thanh đạo môn ngươi giống như giết chó, muốn giết thế nào thì giết như thế. Ngươi không tin sao, bây giờ ta lại làm mẫu cho các ngươi nhìn. Dứt lời. Dương Diệp vẫy tay một cái.
Không biết một thanh kiếm từ đâu bay tới và rơi vào trong tay hắn, kiếm vào vỏ kiếm cổ, Dương Diệp chợt rút ra. Kiếm vỡ, kiếm quang hiện lên, một đệ tử áo bào trắng của thanh đạo môn ở phía xa lập tức bị chém ngang thành hai nửa. Kiếm tới. Dương Diệp vừa dứt lời, lại một thanh kiếm bay đến trong tay hắn. Sợ các ngươi không nhìn thấy rõ, ta làm mẫu cho các ngươi nhìn lại lần nữa. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm đột nhiên rút ra khỏi vỏ, kiếm vỡ và phía xa đã có một đệ tử áo bào trắng của thanh đạo môn trực tiếp bị mất mạng. Kiếm tới. Giọng nói Dương Diệp lại vang tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.